Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hân Trần có tựa đề Gái làng xoài. Và đây là một câu chuyện mà thuận thấy rất là thương cho nhân vật chính trong câu chuyện. Và mời tất cả quý vị cùng đón nghe xem lý do tại sao thuận lại thương cô gái trong câu chuyện này nhé. Chiều tối tiếng len keng mở khóa cửa rào vang lên yến khập khiễng dắt con xe đạp cả tàn của mình vào trong sân những tấm gạch lót sạch sẽ trước đó giờ đây đã bị nhốm đầy bùn cát khi cô bước vào lúc này một người đàn bà trung niên từ trong nhà đi ra trên đầu còn quắn hẳn hai ba cái lô cuốn bộ dáng chanh chua nhìn yến từ đầu xuống chân mặt mày bà cau có cản giọng trở nguyên một tăng mày đi đâu từ sáng giờ mới về mà người ngợm như thế kia mày coi á cả cái phố này có đứa con dâu nào như mày không? Không đi làm kiếm tiền, suốt ngày chỉ biết ăn bám chồng. Có mỗi việc ở nhà giặt đồ nấu cơm nấu nước mà cũng lo không xong nữa. Mày muốn bỏ đói hai cái thằng già bọn tao chứ gì? Trần đời tao chưa từng thấy đứa con dâu nào khốn nạn đốn mặt, không nên nết nên người như mày cả đâu đấy. Yến cúi đầu, cô liếc nhìn dò xe đạp trống không, đắn đò hồi lâu mới đáp lời. Hồi nãy con bị đụng xe nên đồ đạc cũng bị cán xẹp lép hết rồi. Cha mẹ đã ăn gì chưa? Hãy để con chạy ra trước ngõ mua hai bịch hủ tiếu cho cha mẹ ăn đỡ. Dù nghe con dâu nói thế, thế nhưng bà Trang vẫn không hài lòng. Trái lại nhìn bộ dạng tả tơi, đầu cổ bù xù, cả người ướt nhẹp như mới vừa vớt từ dưới sông lên của cô, càng khiến cho bà tức giận hơn thôi. Không cần cô lo, tụi tôi ăn rồi, đợi cô chắc cả lũ chết đói từ đời nào rồi còn tính chửi thêm hai ba câu cho sướng cái miệng thì một người hàng xóm đi ngang qua nhìn vào hỏi thăm con yến nó đi đâu mà chảy chùa thế kia bà trang thấy có người ngoài để ý đến nhà mình thì bèn lập tức thay đổi sắc mặt nét giận dữ khó chịu ban đầu giờ đây biến thành lo lắng khôn nguôi bà vội xỏ dép đi ra đỡ yến vào nhà vừa đi vừa ngoảnh đầu đáp Tôi đợi nó từ sáng giờ mới thấy nó về Còn nhỏ tội nghiệp bị xe tông phải bà ơi Thôi để tôi đưa nó vào nhà tắm rửa cái đã Có gì mai tôi kể bà nghe Bà hàng xóm nhìn cảnh mẹ chồng con dâu hỏa thuận thì cũng mừng dùm Gật đầu đồng ý rồi xoay người rời đi Vừa thấy người đi khỏi thì bà Trang bèn xô yến ra Khiến cô không phản ứng kịp mà loạn choạng ngã xuống đất Bà vội lau tay vào ống quần mình như thể chạm vào cô là chạm vào cái vật dơ bẩn gì đó vậy. Đúng là mẹ chồng con dâu thì sao mà yêu thương được như mẹ ruột cơ chứ. Trước đó chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi. Giờ thì bà Trang lật mặt văn vắt, khiến cho người khác xoay sở không kịp. Bà tiến tới nhéo mạnh vào cánh tay của đứa con dâu tội nghiệp trước mặt. Suýt chút nữa là mày hại ta mang tiếng rồi thấy không? Sao hồi đó thằng Hải nó lại chịu lấy mày thế không biết? ga con biết đẻ trứng, con mày thì ngay cả một quả trứng cũng không đẻ được Lấy mày về 5 năm rồi Mà còn không có một muộn con Thì tội mày lớn bằng trời Lạng quạng là ta đuổi mày ra khỏi nhà liền đấy Chịu cảnh này đã quen Nên Yến cũng không dám trả treo gì Vì nếu càng cố cãi lại Thì sẽ bị bà ta hành không dã man hơn mà thôi Nhưng lòng tự trọng Vẫn khiến cô ghim những lời bà ta nói vào lòng Bàn tay khẽ siết chặt lại Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức như muốn thủng ra mấy lỗ. Cha chồng từ dưới lầu đi xuống thấy cảnh này cũng xót lòng nên đi đến can ngăn. Bà có gì từ từ nói. Nó phận còn cháu có gì thì mình từ từ dạy dỗ. Chứ đâu có mà chửi trên đầu trên cổ nó. Lời nói của ông chẳng khác nào là đang châm dầu vào lửa. Bà Trang không những không thôi giận mà còn nổi điên hơn nữa, chửi lây sang cả chồng. Ông mê nó rồi chứ gì? bày đặt đứng ra nói giúp đồ đến cả cha chồng mày cũng không tha còn dám quyến rũ lão ta nữa tao đánh cho mày chết tao đánh cho mày chết dứt lời bà trang tay đấm chân đá đi đường quyền với yến mặc cho cô không phải là người như thế sau một lúc thấy đánh đá đời rồi thì bà mẹ chồng mới dừng lại lấy tay chỉ lên đầu cô ra lệnh nay tao phạt mày không được ăn cơm Lát ra sau rửa hết đống chén cho tao rồi giặt thêm thau đồ mới được ngủ. Còn không thì đừng trách tao ác có nghe chưa? Dạ con nghe rồi, nghe rồi ạ. Biến cho khuất mắt tao. Biết cuối cùng cũng được tha. Yến bèn nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy, chạy nhanh vào nhà bếp làm việc. Lấy nhau về được 5 năm. 5 năm này cô chẳng khác nào sống trong cái địa ngục. Ở tù còn có ngày mãn hạn tù chưa cô thì chắc đến chết cũng không thể nào thoát khỏi cái nhà ác ôn này được mới đầu mẹ chồng hiền lắm lúc nào cũng một tiếng con dâu à hai tiếng con dâu ơi nhưng đến khi thật sự gả vào đây rồi thì bao nhiêu cái tốt đẹp trước đó đều hiện nguyên hình chồng thì đàn đúm ăn chơi mấy đêm liền không về nhà mẹ chồng thì coi như con hầu mà sai sử lúc bà buồn còn bị đem ra làm bao cát trút giận còn người cha chồng tốt bụng miệng đầy lời lẽ bênh vực kia thì thôi khỏi nói. Khổ không thể tả. Trên người cô toàn vết bầm tím do bị bạo hành, trông chẳng khác nào như cái bảng pha màu. Yến nhìn những bao bì nhà hàng vứt trong sọt rác mà đoán được tất cả. Nào là tôm chiên xù, cơm hải sản. Thì ra bọn họ thấy cô không về nấu cơm nên đã đặt đồ ăn bên ngoài. Trong nồi cũng chẳng có hạt cơm nào cả. Ngay cả đồ ăn thừa cũng chẳng còn sót lại thứ gì. Yến thở dài mầm trong bụng rằng hôm nay muốn lén ăn cũng chẳng có gì để ăn hết. Lúc này bên ngoài có tiếng con vàng sủa gâu gâu. Chắc cụ cậu đói bụng đòi ăn đây mà. Cô mở cửa sổ ra định lấy nước cho nó uống đỡ. Ai rẻ trong thau cơm của nó đầy áp thịt cá. Yến chỉ biết đóng cửa sổ lại cười khổ. Chó còn ăn ngon hơn cả người. Bọn họ thả đem đồ ăn thừa cho một con vật Còn hơn cho đứa con dâu này ăn Đến tối muộn Yến mới làm xong hết tất cả việc nhà Cô lách thân thể mệt mỏi của mình về phòng Trong phòng ngủ chẳng có ai cả Xem ra đêm nay Hải lại không về nhà Mà rộn ràng bên ả bổ nhí nào rồi Dù biết hắn ta ngoài tỉnh nhưng cô chẳng làm gì được Đến ngày cả nhà mẹ đẻ còn không xem cô ra gì Thì sao được nhà chồng tôn trọng được con gái lấy chồng như bát nước đổ đi Giờ muốn ly hôn về nhà mẹ đẻ cũng không thể về Có vẻ cũng bị cha đánh chết mà thôi Vì tội làm mất mặt với bà con Dù rằng lỗi không phải ở cô Trọng nam khinh nữ nó thế đó Dù cho đàn ông có làm gì sai đi nữa cũng sẽ được tha thứ Còn phụ nữ hở ra một chút là lăng loàng chắc nét Không tam tòng tứ đức Không biết giữ đạo làm vợ ngay những từ hoa mỹ như thế chẳng khác nào là cái công xiềng vĩnh viễn đeo vào cổ phận đàn bà con gái. Nằm suy nghĩ một lúc lâu, Yến cũng không biết mình đã chợp mắt từ khi nào. Trong lúc mơ màng, lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ cầu thang đi lên. Cô giọng tay cẩn thận lắng nghe. Tiếng bước chân chưa gì đã dừng trước cửa phòng cô. Nắm cửa khẽ xoay một vòng rồi mở ra. dáng người đàn ông béo ục ịch hiện ngay trước cửa, trong ánh đèn ngủ lờ mờ sáng. Yến bật dậy mở mắt thao láo nhìn chân chân và người cha chồng, đột nhiên ghé thăm phòng mình ban đêm. Trước khi cô kịp la lên thì ông đã nhanh chóng khóa cửa lại. Lão ta nhanh chân tiến về phía trước, dùng bàn tay to lớn của mình bịt chặt miệng cô. Yến cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ma trảo của lão. Lão già đè cô con dâu xuống giường, áp sát vào tai thì thầm cha đã nói rồi con cứ chiều cha một bữa đi chỉ cần con ngủ với cha một đêm thì cha sẽ quản con mụ vợ không để nó đánh đập hành hạ con nữa bàn tay lão không yên phận, sờ mó ru di khắp người cô không biết có phải vì quá sợ hãi hay không mà cơ thể yến lạnh như băng ông chí cứ tưởng giờ đây chẳng khác nào mình đang ôm một cục nước đá trong lòng dù thấy lạ nhưng ông nhanh chóng gạt ra sau đầu Lão đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi Từ ngày dạm ngõ Nó là con quỷ trong đầu ông đã bắt đầu trỗi dậy Tốn thời gian giả làm người tốt trước mặt Yến Từ đó đến nay Mà nó vẫn không siêu lòng Hôm nay ông không thể chờ được nữa Chỉ đành đợi mụ vợ ngủ say rồi vào phòng cưỡng ép đứa con dâu xinh đẹp này thôi Lão vừa sờ Vừa dùng giọng dây dà dạ của mình thủ thị Ôi con dâu tội nghiệp để cha xem trên người có chỗ nào đau không mụ già kia ác quá có đứa con dâu xinh đẹp thế này mà nỡ lòng nào tối ngày đánh đập nó đối với bà mẹ chồng tranh chua tị nạnh con dâu thì người cha chồng trước mặt này càng kinh khủng hơn gấp mấy lần bà trang là người ác thẳng ra mặt chứ không thích chuyện gì là hành xử ra ngay kiểu người này không đáng sợ lắm bởi vì tâm tư rất dễ đoán sợ nhất là những người như ông trí đây tối ngày thích giả nhân giả nghĩa đạo đức giả không bỏ sót chỗ nào có câu họ không ăn cỏ gần hang ấy thế mà đến cả con dâu của mình mà lão cũng không tha lúc đầu yến tưởng những gì ông phô bày ra đều là thật lòng thật dạ cô kính trọng và xem ông như cha như chú của mình ai mà có ngờ cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra lão ta chẳng chờ được lâu mới có một tháng cô về nhà chồng đã dụ dỗ nói hết tất cả những suy nghĩ xấu xa của mình. Khi đó, Yến mới thật sự nhận ra, nơi cô sống chẳng có ai là con người cả. Bọn họ đều là những con quỷ dữ khát máu, sống trên trần thế này. Bàn tay dơ bẩn đó vẫn đang sợ mó trên người cô. Yến ấm ức cố hết sức phát ra tiếng động, với hy vọng có ai đó sẽ nghe thấy và giải cứu cô ra khỏi lão già béo ục ịch này. Nhưng căn nhà này chỉ có mỗi ba người, Tiếng động trên lầu thành công đánh thức bà mẹ chồng không ra gì của Yến tỉnh dậy. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, bà Trang nhìn thấy quần áo hai người sộc sạch nằm trên giường. Dù chuyện chưa đi quá xa, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến bà tức lồng lộn lên. Ông Trí lúc này mới vội bật dậy bò xuống giường, còn Yến thì tức tuổi khóc òa lên. Cô ngồi dậy lấy cái mền bên cạnh quấn lên người mình. Trong tình cảnh này ngoài khóc ra, cô không còn biết nói gì hơn nữa bà trang dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn chồng máu ghen nổi lên hung hăng nói tôi biết ngay là ông có ý với con nhỏ này mà nhưng đòi bà cũng chẳng đánh chẳng mắng gì ông chồng chắc nết nhà mình cả chân bà thoăn thoắt tiến đến bên giường nắm tóc yến kéo xuống đất chẳng biết bà vớ được cái dây nịt ở đâu mà cầm nó trên tay thay cho chiếc roi đánh từng cái vào người nạn nhân là yến cô vốn ăn mặc mong manh tiếng gió khi dây nịt xẹt lên rồi hạ xuống không ngừng vang lên bên tai sau mấy chục roi quất vào người thì cuối cùng khắp cơ thể cô đều làm máu và từng vết thương chồng chất lên nho mọi chuyện vỡ lở sợ mụ vợ nhà mình kiếm chuyện nên ông chí nào còn bày đặt làm ngụy quân tử nữa ông ta chỉ đứng một bên nhìn bà trang xử lý đối phương mà thôi trong lòng lão không những không cảm thấy con lỗi vì những chuyện mình đã gây ra, trái lại còn trách cứ cô cứ thích cản quấy, không chịu khuất phục trước ông nên giờ đây bị vậy là đáng đời. Từ lâu tao đã biết mày không phải là cái thứ đàng hoàng gì rồi. Chồng mày còn không chịu nổi mày mà phải ra ngoài tay bế tay bồng. Mày nói nói ngoại tình, sao không nhìn lại bản thân mình xem thử coi. Đầu cổ thì bù xù, người ngợm chẳng ra làm sao. Ngày nào cũng chỉ tối mặt tối mày ở trong bếp, lại còn không biết đi làm kiếm tiền như con dâu nhà khác Tao nhìn mày tao còn chán huống chi mấy thằng đàn ông Thế mà mày còn chẳng biết thân biết phận Dám dụ dỗ chồng tao Cái loại gái lăng loàng chắc nét như mày á Thì ai mà dám cưới vào nhà Nếu không phải cha mày làm cơ to hơn thằng Hải á Thì còn lâu mày mới bước được vào cái nhà này Hồi đó cha Yến vốn là giám đốc Còn Hải thì chỉ là một kỹ sư bình thường mới ra trường vì muốn đi đường tắt và sau này có người hậu thuẫn nên nhà hải đã đến hỏi cưới cô đứa con gái rượu duy nhất của ông thành ông thành cũng chẳng về dạng vừa đòi xính lễ một lần là mấy cây vàng mà hồi xưa nào có lạm phát như bây giờ nhằm khi có người cày cuốc cả đời cũng chưa chắc dành dụm ra được nhiêu đó nhà bà trang cũng sót của lắm nhưng bọn họ nghĩ đến lợi ích sau này thì bèn nhanh chóng đồng ý bọn người này tham nhưng vẫn còn non nớt lắm nhà giàu mới nổi nên suy nghĩ nông cạn làm sao đọ được con cáo già chinh chiến xưa giờ là ông thành vừa nghe bọn họ đến nhà hỏi cưới thì ông đã biết ngay mục đích đằng sau rồi cái nhà này muốn cưới con gái ông về chủ yếu đợi mai sau khi ông xuống mồ thì giành hết tài sản đây mà ông biết ý nhưng vẫn không lật tẩy trái lại còn gạ con gái đi và hời được một phần xính lễ hậu hĩnh nhà bà Trang không ngờ mọi chuyện này thành công dễ dàng đến thế lúc nào cũng ngồi đếm ngày đợi ông xuôi dai nhắm mắt xuôi tay để chiếm hết tài sản tới lúc đó lấy được của cải rồi thì sẽ tống đứa con dâu này ra khỏi nhà ngay lập tức dù sao con trai bà cũng không thích ả à ta nhưng đúng là trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy muốn làm tu hú chiếm tổ thì trước tiên cũng phải biết sử dụng cái đầu óc của mình thật ra tất cả chỉ là cái bẫy mà ông thành lập ra lừa dối bọn họ thôi Đúng là bà vợ trên giấy tờ chỉ sinh có mỗi một đứa con gái, nhưng ông đâu nói là không có đứa con ngoài giá thú nào đâu. Vốn trọng nam khinh nữ, ông cũng chẳng yêu thương gì đứa con gái này. Thôi chi bằng gả nó đi cho khuất mắt lại còn kiếm được món hời. Sau khi Yến về nhà chồng được mấy tháng thì ông Thành bắt đầu nhận lại đứa con trai ngoài luồng của mình. Hơn nữa còn nói sẽ lập di chúc đem hết tất cả tài sản công ty cho đứa con này còn yến ấy, thì sẽ chẳng được chia một xu một cắp nào hết lúc ấy cả gia đình bà trang nghe như xét đánh ngang tai trộm gà không được mà còn mất nắm thóc thế là thái độ với yến thay đổi một cách chóng mặt bao nhiêu yêu thương giả dối trước đây được phơi bày ra ánh sáng bà trang nhớ lại mình bị lừa một vố đau điếng thì càng đánh mạnh tay hơn tiếng chát chát chạm vào da thịt khiến người ta nghe thấy mà phải ghê sợ thầy yến khỏm người dưới đất mặt cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm ông chí sợ cứ tiếp tục thế này thì sẽ xảy ra án mạng nên vội ngăn vợ lại kéo bà ra khỏi phòng và khóa cửa nhốt cô bên trong thôi được rồi có gì mai đánh tiếp bà còn đánh nó nữa là nó chết luôn bây giờ lúc cánh cửa khép lại trên mặt yến nào có vẻ khóc lóc thảm thương như vừa nãy cô dùng tay bấm mạnh vào vết thương trên người mình khiến máu chảy ra không ngừng Hình như Yến chẳng thấy đau đớn gì cả Cô bình thản đứng dậy Không biết có phải đèn ngủ có vấn đề hay không Mà chẳng chiếu được cái bóng nào trên tường cả Sau một đêm nhốt cô trong phòng không cho ăn uống tắm rửa Thì sáng sớm bà Trang đã mở cửa ra Nằm lấy tóc cô kéo sền sệt xuống lầu Sau mấy ngày không thấy mặt thì cuối cùng hôm nay Chồng Yến cũng đã về nhà Có lẽ là do mẹ điện về giải quyết chuyện đêm qua chứ không thì chắc còn lâu mới thấy gã vác cái thân về yến vừa xuống đến dưới lầu thì ba người bọn họ đã đưa tay bịt mũi lại nét khinh thường chán ghét bày hẳn ra mặt cô không nói gì chỉ đứng im một chỗ bởi vì cô cũng ngửi thấy mùi mồ hôi mùi chua trên chính cơ thể mình bà trang chỉ vào yến nói thẳng giờ mày ly hôn rồi tống cổ nó ra khỏi nhà ngay cho tao nó có được tích sự gì đâu vừa không đẻ con được vừa chẳng hái ra tiền. Nuôi nó chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Đã vậy đêm qua nó còn dám lén phém với thằng cha mày nữa. Dứt lời, bà liền nhanh chân đạp vào người đối phương cho hạ giận. Hải vô cảm nhìn người phụ nữ trước mặt thương tích đầy mình. Trước đó cũng chẳng phải người yêu thương vợ gì cho cam. Sau những lời mẹ kể chỉ khiến gã chán ghét yến hơn mà thôi. Đến ngay cả đánh, Hải còn chẳng muốn chạm tay vào vì nghĩ cô quá dơ bẩn. Nhưng một lúc sau hắn vẫn đi qua kéo mẹ lại. Bà tưởng con trai không bênh mình thì tức tối chất vấn. Gì? Mày còn dám bênh nó hả? Nếu không phải vì nghĩ cho mày, tao có cần cưới nó vào nhà không? Lại còn mất mấy cây vàng. Thằng cha nó chắc đang ngồi cười hả hê lắm đây. hải nghe thế thì mới vội giải thích. Còn đánh nó còn không kịp huống chỉ là bênh. Nhưng mà Nói tới đây hắn ta bèn nhỏ giọng lại thì thầm ý định của mình vào tay bà. Giờ mình cứ ngưng đi đã. Đợi đến khi cha nó chết rồi thì mẹ muốn làm gì nó cũng được. Đánh nó chết luôn con cũng chả thèm ngăn. Chẳng qua là giờ nó còn giá trị lợi dụng thôi. Bà Trang nghe thế thì cũng hạ hòa được phần nào. Nhưng ông Thành chết rồi thì tất cả tài sản đều chia hết cho thằng con Hoang kia. Chứ còn con Yến có được chia đồng nào đâu. Tại sao phải chờ khi cha nó chết Để tránh tay vách mạch rừng Hắn cũng không tiền nói chi tiết Chỉ đành bảo Con sẽ kể cho mẹ nghe sau Giờ thì mẹ cứ nhốt nó lại trong nhà Hay đẩy nó làm gì đi Có gì đợi sau này xong chuyện hắn xử một lượt Bà Trang nhìn con trai vài giây Như để xác định xem hắn nói thật hay nói giả Cuối cùng bà vẫn chọn tin tưởng đối phương Bà xoay qua nhìn Yến đang nằm chật vật dưới nền nhà lạnh ngắt đành hanh quát còn nằm đó làm gì mau đi làm việc nhà đi chẳng lẽ còn phải đợi tao van xin năn nỉ mày yến lắc đầu không dám hó hé gì lủi thủi vào nhà bếp nấu cơm nhìn bộ dáng cúi đầu khom lưng không có chút lòng tự trọng nào khiến cho hải càng nhìn càng thấy chán ghét hơn cũng chẳng biết có phải vì mới bị xe tông cộng thêm bị mẹ chồng đánh đập từ qua tới giờ hay không mà hắn cảm thấy hành động của người phụ nữ dư thừa này có chút kỳ lạ. Điều bộ cử chỉ cứng nhắc, đi đứng hai miệng mồm cũng chẳng phát ra tiếng động nào, cứ như con rối bị người múa rối không chuyên điều khiển vậy. Càng nghĩ càng xa, hải lắc đầu thôi không để ý đến đối phương nữa. Lúc này bà Trang vỗ vào vai hắn chất vấn, hôm nay bà quyết phải làm cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, nếu thằng Hải không đưa ra lý do chính đáng thì bà nhất định sẽ xông vào trong và tống cổ cái con hồ ly tinh kia đi ngay trong hôm nay. Thế đốt cuộc mày đang bày mưu tính kế gì đấy? Nói đàng hoàng ra xem nào. Hải đã trường mới mấy năm, lúc mới bắt đầu còn suy nghĩ đi đường tắt muốn trục lợi người khác làm giàu cho mình. Cha mẹ thì lại chẳng khác gì, nhân phẩm cũng chẳng đáng để con cháu noi theo. Loại người này ấy mà, giỏi nhất là khôn lõi, tối ngày chỉ biết đình đập người khác để xông ra cắn lấy cắn để nhai hết xương thịt rồi mới chịu nhả ra phần thừa bọn này chỉ có dầu sổi nhưng dầu nhanh mà không có óc làm ăn thì tàn cũng nhanh hải giờ chưa biết tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu nên vẫn còn đắc ý lắm hắn những mày tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình Tặng hắn đáp <laughs> nhà mình đã bị lão già kia lừa đau điếng một bố Sao con có thể buông tha cho lão dễ dàng như vậy được Con sẽ bắt lão nôn hết chỗ tiền kia ra cho mình Hơn nữa Còn phải con lãi mới xem được chứ Ông Chí cũng chẳng biết thằng quý tử nhà ông định làm gì Nhưng nhìn vẻ mặt nó nắm chắc phần thắng như thế Cũng khiến ông bắt đầu tin tưởng Bây giờ tài sản công ty đều thuộc về thằng con hoang kia rồi Còn Yến có được chia phần nào đâu Mày bảo lão trả là trả như thế nào Hải nhìn ông bà già nhà mình mà thầm nghĩ Đúng là già cả rồi nên đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa. Suy cho cùng, cái nhà này vẫn phải dựa vào hắn thôi. Lòng hư vinh của Hải đạt đến đỉnh điểm Cũng chẳng muốn nói mập mờ nước đôi nữa Mà bắt đầu chỉ thẳng kế hoạch đã chủ tính bấy lâu nay của mình. Vậy thì bảo lão lấy mạng mình ra mà trá Còn có người quen trong giới bảo hiểm Chị ta là bồ nhí của ông Thành là mẹ của thằng con ngoài gia thú kìa. Nhìn ánh mắt ngao ngán của con trai là ông Chí biết chẳng phải rồi. Đúng là chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất. Ông xoay qua bảo với mụ vợ nhà mình, giọng điệu hí hưởng lắm. Bà đúng là cha biết gì, đàn ông làm sao mà chỉ có một con bồ được. Huống chỉ á, lão già kia giàu sụ như thế. Ít nhất cũng phải nuôi sáu bảy em thay phiên cho đỡ chán rồi. Bà Trang nhìn bộ mặt ước ao của chồng mình thì lại bắt đầu lên cơn điên. Hay quá ha, tôi nói chồng biết, ông mà dám lén phén với con nào đi rồi thấy cái cảnh. Thấy cha mẹ lại sắp bắt đầu cãi nhau, hãy vội giải vây. Hai người nghe con nói tiếp cái đã. Chị ta nói Lão Thành vì sợ có người giết mình lấy tiền bảo hiểm nên Lão ta chả bao giờ đụng đến cái thứ đó. Thế là con bèn hợp tác với chị ấy lén mua một đống bảo hiểm cho Lão ghi tên người thụ hưởng là Yến. Đợi đến ngày lão già kia chết, ấy, chúng ta sẽ chiếm hết số tiền cách xù ấy, rồi tống cổ con Yến đi cho nó khỏi trướng mắt mẹ nữa. Nghe xong kế hoạch của con trai khiến hai ông bà như được mở mang tầm mắt, luôn miệng vỗ tay khen hay. Nhưng suy đi tính lại, vẫn có chỗ khiến bà không hài lòng. Thằng già kia nhìn khỏe mạnh như thế thì biết bao giờ lão mới xuống mồ. Vậy mẹ còn phải chịu đựng con nhỏ kia tới mười mấy năm lần sao Dứt lời bà liếc nhìn chồng mình Lửa gần dơm lâu ngày cũng bén Chả có mèo nào mà chê mỡ cả Chỉ cần con Yến ở đây ngày nào là ngày đó bà chẳng được yên lòng Cái nào không có thì mình tự tạo ra Ý con là Hãy cười cười Trên gương mặt điển trai lộ vẻ ác độc Tuần sau Cha vợ con sẽ đi khảo sát công trình khu chung cư mới trong trung tâm thành phố Đến lúc đó chỉ cần vài viên gạch thả từ trên cao xuống cũng đủ để ông ấy chết ngắt rồi Tiền bảo hiểm người chết vì tai nạn sẽ nhiều hơn so với việc chết tự nhiên Đó là chưa kể nếu chết ở công trình thì chẳng lẽ chủ đầu tư không trả tiền đền bù Chúng ta chỉ cần giả vờ muốn làm to chuyện này lên Đối phương vì sợ tổn thất không ai dọn đến ở Nên chắc chắn sẽ muốn chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không dùng tiền để giải quyết vấn đề này thôi sau khi nghe con trai dự tính đầu vào đấy ông bà trang cực kỳ vui mừng ánh mắt không khỏi toát lên vẻ tự hào đúng là con hơn cha là nhà có phước mới có trường này tuổi đã biết tính toán đâu vào đấy đâu giống như cái thằng cha anh tối ngày chỉ biết để ý đến con dâu mình bà trang khen con trai nhưng cũng không quên đá đều ông chồng Ông Chí bị nói mãi thì vừa tức vừa thấy mất mặt trước con cái Nhưng ông lại có tính sợ vợ nên chẳng dám cãi lại tiếng nào Cả nhà ba người bọn họ cứ rôm rả ríu rít về kế hoạch tuyệt hảo của mình Mà không để ý Yến đứng trong bếp đã nghe thấy tất cả Cô cầm dao trên tay Tiếng thái đồ ăn vẫn không ngừng vang vọng Yến mỉm cười, ánh mắt đầy mong chờ Thông qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia rất nhanh một tuần sau đã đến lúc yến đang ngồi xổm lau từng ngóc ngách trong nhà thì bị bà trang kéo tay lôi ra ngoài đẩy lên xe trên xe còn có hải và cha chồng đã rất lâu rồi mới thấy cảnh bốn người bọn họ ngồi chung với nhau trong lúc yến còn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra thì hải đã thông báo tôi mới nhận được tin cha cô đã chết ở công trường rồi giờ chúng ta phải lại đó xem tình hình như thế nào đã Dứt lời cũng chẳng để tâm đến phản ứng của cô ra sao Xe đã bắt đầu lăn bánh Trong đầu ba người bọn họ chỉ hứng khởi nghĩ về khối tiền bảo hiểm cách xù Mà không để ý đến biểu hiện và cảm xúc kỳ lạ của cô con dâu Rõ ràng nghe tin cha đuột chết thế mà chẳng khóc một giọt nước mắt nào Cũng chẳng buồn tủi hay đau khổ Trên gương mặt tái nhợt ấy chỉ có vẻ vô cảm bình thản mà thôi Lúc bọn họ đến nơi thì thấy đã có một đám người quay quanh từ trước. Chính giữa đám đông là thi thể người đàn ông, máu me be bét, đầu bị dập đến không nhìn rõ ngũ quan. Chủ đầu tư, nhà thầu, ngay đến cả đứa con hoang và mẹ cậu ta cũng có mặt ở đây. Hai bên cũng chẳng có ưa gì nhau, nên cũng chả thèm chào hỏi một tiếng nào. Bà Trang và ông Chí vừa đến đã lao vào khóc lóc tức tuổi. Ai không biết còn tưởng bọn họ chắc chắn mới là người thân của nạn nhân Bởi vì đau lòng đến thế kia mà Người chịu trách nhiệm lại tiếp tục đứng ra giải thích một lượt Tất cả đều là tai nạn ngoài ý muốn Bạn nãy ông Thành vô tình đi ngang qua đây Không may gạch rơi từ trên cao xuống Cộng thêm ông ấy không có đội mũ bảo hộ Nên mới dẫn đến vụ việc thương tâm này Sao Hải có thể dễ dàng cho qua được Bắt đầu nhập vai đứa con rể hiếu thảo có một không hai hai đứa con ruột của lão thành còn chưa hé miệng câu nào thì hắn ta đã bô bô cái miệng ông nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ cuối cùng lại muốn đổ hết trách nhiệm lên người cha vợ tôi ông ấy đã chết rồi mà còn phải chịu bất công như thế này chúng tôi nhất định sẽ làm to chuyện ngày hôm nay lên để rồi coi sau này còn ai dám ở cái khu chung cư này không bà bồ nhí kia vừa nhìn là đã biết mèo khóc chuột bà ta cũng chẳng muốn ở đây xem diễn kịch nữa ông thành chết sớm lại càng đúng ý bà chỉ có như vậy thì con trai bà mới được nhanh chóng thừa kế gia sản giờ bà chỉ cần đến văn phòng luật sư công chứng thôi còn màn con cái hiếu thảo này cứ để cho bọn họ thỏa sức mà thể hiện dù sao bọn họ cũng có được chia phần tài sản nào đâu nghĩ thế bà bèn lên tiếng nói người đã chết rồi chúng tôi ở lại đây cũng chẳng làm được gì dù sao cũng có con gái với con rể ông ta giải quyết rồi đám đông vây xem cũng cạn lời cái gia đình này ông thành phải sống thất bại đến cỡ nào mà khi chết chả có đứa con nào khóc vì ông ta ai cũng vô cảm như không phải chuyện của mình nhìn bà bồ nhí dắt theo đứa con trai xoay người rời đi hải tức lắm vì bà ta ngư ông đắc lợi chẳng cần làm gì mà tài sản cũng tới tay nhưng giờ quan trọng nhất vẫn là giải quyết vụ này còn phần bà ta và đứa con hoang kia sau này hắn sẽ quay lại tính rồi tôi nói cho mấy ông biết tại công trường các ông làm việc không cẩn thận đàng hoàng nên cha vợ tôi mới chết tức tuổi như thế này vụ này không phải nói xin lỗi hai ba câu là cho qua chuyện đâu thấy cả nhà bà trang hung hãn quá nào là đòi kiện đòi đăng báo bôi nhọ khiến chủ đầu tư cũng thấy phiền thật ra công trình thường cũng sẽ xảy ra vài vụ tai nạn ngoài ý muốn như thế này bọn họ chỉ cần bỏ ra chút tiền bồi thường là xong chuyện nhưng cái gia đình này lại đòi gấp mấy lần như thế nào có vì chuyện người thân mất mà đau lòng nhìn qua liền rõ bọn họ chỉ mượn cớ mà làm tiền thôi kiếm tiền trên người chết trả vẻ bang gì ông ta cũng không muốn dính dáng đến đám người máu lạnh này bèn nhanh chóng gật đầu thỏa hiệp cho xong chuyện thấy vụ việc thành công như mình dự tính một nhà ba người bọn họ mãn nguyện rời đi đạt được mục đích rồi cũng chẳng thèm giả vờ mèo khóc chuột nữa. Cái xác của ông Thành cũng nhờ người ở công trường xử lý. Nếu không thì nhà bà Trang cũng mặc xác để cho thi thể thúi trương thúi ảnh lên chứ dễ gì mà động đến. Lần này không chỉ có tiền bồi thường mà còn tiền bảo hiểm nữa. Giờ chỉ cần Yến nhận được khoản tiền ấy thì bọn họ sẽ nhanh tay cướp hết. Dù sao người khở khạo như cô ta cũng chẳng làm được gì khoảng thời gian yến cẩm cự sống qua ngày ở nhà bà trang cũng chẳng được lâu vì nhờ quan hệ nên số tiền bảo hiểm được giải quyết rất nhanh chóng mà chẳng lọt tiếng gió nào buổi chiều ngày hôm ấy hải từ ngoài cổng vào đã toe toét miệng cười hở mười cây răng số tiền thu được từ người chết khiến họ vui đến mức trông chẳng giống con người gia đình bọn họ bắt đầu lên đồ đi tiêu pha đánh chén một bữa hoành tráng để ăn mừng kế hoạch thành công mỹ mãn còn cô con dâu tội nghiệp vừa mới mất cha Trên người chẳng có tài sản nào đáng giá Tất cả số tiền đền bù đều bị nhà chồng chiếm đoạt Cô bị những kẻ vô ơn bỏ lại giữ nhà trông Chẳng khác nào là một con chó canh cửa Lại còn làm tất cả các công việc nhà nặng nhọc khác Thế nhưng khi nhìn bóng lưng những kẻ ấy xoay người rời đi Nét đau khổ cam chịu nhanh chóng biến mất Trên gương mặt tái nhợt ấy Ánh mắt sâu hùn hút Vẻ môi cười đến tận mang tay trông rất vui vẻ. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy hình ảnh cô gái nấp sau cánh cửa với mái tóc dài rũ rượi. Bên trong căn nhà u ám chẳng khác nào là nhà ma bỏ hoang cả. Cô gái lướt qua mọi ngóc ngách trong nhà, trong không gian yên tĩnh như thế mà lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào. Ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Yến liếc nhìn con chó bên ngoài sân, nó nằm cục đuôi ở đó trông rất ủ rũ và sợ hãi. Trước đây con chó này không như vậy Nó giống hệt chủ của mình Vừa hống hách vừa hung dữ Luôn thích bắt nạt những kẻ yếu đuối Dù Yến là người chăm sóc nó Cho nó ăn hàng ngày Nhưng con chó hư này không biết điều Lúc nào cũng trực chờ cắn lấy tay cô Lại còn sủa inh ỏi Như nhìn thấy kẻ thù không đổi trời chung Nhưng giờ đây Nó như những con chó bình thường khác Thấy cô không hề sủa bậy Chỉ biết nằm một chỗ ngợt mặt lấy lòng trong căn nhà rộng lớn vang vọng tiếng cười chói tai Yến không nhìn được cứ cười như thế một lúc lâu Giọng nói mờ ảo vang lên Không biết là tự nói với mình Hay là đang nói với con vật bốn chân ngoài kia nữa Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi Tiền của người chết mà cũng dám xài Thật không muốn sống nữa đây mà Phía bên kia gia đình Hải vào nhà hàng sang trọng nhất gọi món Bà Trang không ngừng tấm tắc khen ngon Nhờ có con mà cha với mẹ mới được ăn những món sang trọng đắt tiền như thế này. Hải đắc ý cầm lấy ly rượu vang uống một ngụm. Cái thứ này tuy đắt tiền, nhưng hắn chẳng thấy ngon một chút nào. Còn thua mấy chai bia chai rượu bình dân mà hắn hay nhậu nữa. Nhưng bây giờ cũng gọi là có ít tài sản trong tay. Thân phận đã khác xưa sao có thể hèn mãi được. Thế là trưởng giả học làm sang, nên mới bày ra cái bộ dáng kịch cỡm như thế này đây. Sau khi no bụng được một phần, bà Trang bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác, hối thúc con trai. Giờ tiền cũng đã đến tay mình. Lát còn về viết giấy ly hôn để đuổi cổ con Yến ngay cho mẹ. Mẹ chướng mắt cái con nhỏ đấy lắm rồi. Có nó trong nhà, mẹ không sao yên tâm nổi. Lại bắt đầu nghe bà vợ nhắc đến chuyện cũ, ông Chí không có tiếng nói nên cũng không dám hó hé gì. Mắc cồng mụ vợ điên lên lại vạ lây đến ông hải im lặng suy nghĩ hồi lâu đúng là trước đó đã tính lấy được tiền rồi xét đuổi yến đi nhưng giờ đây hải lại đột nhiên thay đổi quyết định dù sao tụi con cũng là vợ chồng năm năm nay rồi huống hồ cha cổ vừa mới chết mình làm thế coi mà sao được bà trang và ông chí không tin vào lỗ tai mình còn họ vừa nghe được cái gì vậy đó giờ thằng khỉ này có quan tâm đến vợ mình đâu lại còn là kẻ chủ mưu giết cha người ta Bây giờ lại bày ra cái bộ dạng có tình có nghĩa như thế Khiến ngay đến cả người làm cha làm mẹ như hai ông bà cũng không sao hiểu nổi Mày nói vậy là sao? Trước đó đã chốt kẹo xong hết rồi mà Mày đã hứa với mẹ lấy được tiền rồi sẽ không dính dáng với con Yến nữa Giờ mày tính lật lọng hả? Ông Trí thì không có ý kiến gì với quyết định của con trai Nhưng bà Trang thì khác Tối ngày cứ nâm nớp sợ chồng mình lén phén với con dâu Bà cứ luôn mồm luôn miệng trách con gái người ta mà không biết về dạy lại chồng mình. Người thì vừa già vừa xấu lại béo ục ịch như heo thì ai mà thèm. Tính lằng nhằng đã ăn sâu vào máu thì cho dù không phải yến thì lão ta cũng sẽ địa người khác thôi. Dù sao chỉ cần đẹp trẻ trung chân dài thì ai mà lão không mê. Chỉ có mù vợ ghen tuông mù quáng, cùng là phận đàn bà phụ nữ với nhau mà tối ngày chỉ biết đổ lỗi cho nạn nhân giờ đây lại còn sợ đêm dài lắm mộng muốn tống khứ đứa con dâu đi càng nhanh càng tốt giờ nó có còn giá trị lợi dụng nào nữa đâu mà giữ lại chi cho cực hải lắc đầu ánh mắt buồn bã đáp vợ con hiếu thảo lắm từ nhỏ đã mất mẹ giờ lại mất cha trên đời này không còn người thân nào cả chỉ có mình con là chồng trong lúc cô ấy mắc bệnh trầm cảm nặng như thế sao mà con bỏ mặc được Hai vợ chồng già ngờ ngỡ ra được điều gì Nhưng không chắc đành hỏi lại Trầm cảm Rốt cuộc mày định làm gì Ánh mắt Hải thay đổi Nhưng ngữ điều khi nói chuyện vẫn man mác buồn Nghe nói bệnh trầm cảm khó trị lắm Tinh thần thì lúc nào cũng bất ổn Lỡ không may đi trên đường bị xe tông phải Hoặc bị đuối nước chết thì sao Ông Trí nhìn đứa con trai trước mặt mình Không tin được hỏi lại Mày định làm giống như vụ ông Thành à Mua bảo hiểm cho nó rồi đợi ngày nó chết cũng hết luôn Bà Trang dù ham tiền nhưng cũng biết kiêng rẻ Nhỏ giọng khuyên nhủ Không ai tắm hai lần trên một dòng sông Nếu chết liên tục như thế người ta sẽ sinh nghi ngay Không được đâu con Số tiền này cũng đủ để mình ăn rồi Nhìn cha mẹ gan nhỏ như chuột mà Hải thấy chán ghê gớm Có cầu có gan làm giàu hơn nữa cứ để nó sống thêm một thời gian nữa đi rồi hắn bắt đầu hành động dù gì con chỉ mới mua bảo hiểm cho nó ngày hôm qua thôi sau đó khi nó chết chúng ta chỉ cần bịa lý do như trầm cảm u uất muốn chết theo cha gì đấy ai mà nghi ngờ cho được bà trang nghe thấy cũng có lý nhưng vẫn cứ phân vân mãi ông chí thì nhanh chóng tán thành với con trai ông xoay qua thuyết phục mụ vợ nhà mình bà nghe theo con đi thằng Hải nó đã tính đầu vào đấy rồi có gì mà phải sợ hơn nữa giờ mà bà đuổi nó ra khỏi nhà thì bị mang tiếng ngay hàng xóm dị nghị nói mình chèn ép nó không biết thương người bà trang được cái sĩ diện hão nghe bị người ta chỉ trích rồi cũng xuôi theo nhưng vẫn không quên răn đe chồng mình ông đừng có vội mừng á tôi nói cho ông biết tôi mà thấy ông gian díu với nó là tôi xử ông đầu tiên Ông Chí nghe thế thì thể thốt cam đoan các thứ Nhưng trong lòng thì vui lắm Bởi vì tà tâm của ông vẫn ở đó Không đời nào mất đi Trước sau gì cũng chết Thôi thì cứ để ông chén một bữa cho đã đời đi Nếu không thì uổng lắm Thế là số phận của Yến lại tiếp tục làm dâu nhà bà Trang Tiếp tục sống trong cảnh bị cha chồng tối ngày lăm le Mẹ chồng đầy đọa Bị chồng ghẻ lạnh Hôm nay cũng như thế bà trang nhìn mớ hoa quả mình mới mua hồi sáng đến mà buổi chiều đã hư thối thì đem chúng liệng vào người đối phương mày ghét nhà tao nên mới làm thế đúng không nếu sống không được ấy thì biến ra khỏi nhà tao đi yến cúi đầu luôn miệng nói không phải mình làm cô cũng không biết tại sao trái cây lại nhanh hư đến thế ông trí ngồi bên cạnh lại quen miệng chen vào coi chừng bà bị người ta lừa Mua toàn mấy cái trái phun thuốc hóa học Nên nó nhanh hư Chứ có phải tại con Yến đâu mà chửi nó Bà Trang nghe thế thì càng đánh con dâu mạnh hơn Ông Trí thấy vậy thì hả hê lắm Ông biết mụ vợ nhà mình chỉ muốn kiếm cớ để chửi con Yến mà thôi Thêm nữa mình càng nói đỡ cho nó thì nó sẽ càng bị đánh mạnh hơn Nhưng ông vẫn làm thế Vì ai biểu nó cố chấp không chịu thuận theo ông Hết hòa quả hư giờ lại đến cái nồi cơm thiêu tiếng mắng trời càng ngày càng lớn hơn. Hải đi ngang tới cảnh này cũng chẳng thèm nói gì, cứ thế xoay người dứt khoát rời đi. cũng đã được 8 tháng từ ngày ông thành mất, giờ đây cũng đã đến lúc để đứa con gái tội nghiệp của ông ta xuống dưới báo hiếu rồi. hắn lái xe đến một căn nhà mái tôn sập sệ ở ngoài ô thành phố. vừa hay khi hắn đến nơi chủ nhà cũng có mặt, hai người đi vào trong nói chuyện. Hải hỏi thăm. Anh có tiền rồi sao không xây lại cái nhà cho đàng hoàng đi Chưa nhà cửa tồi tàn như này sao mà lấy vợ được Người đàn ông đang tiếp chuyện với hắn tên là Cường Độ chừng 30 tuổi Làn da rám nắng, bàn tay sần sùi, chai sạn Ánh mắt kham khổ Nhìn biết ngay là người nhà quê lên thành phố kiếm sống Cường nghe Hải hỏi thế thì không biết trả lời thế nào Nên cứ ấp úng hồi lâu Tôi... Tại vì Tôi... Hải thấy ta cứ ngập ngừng mãi thì cũng chẳng kiên nhẫn ngắt ngang. Dù gì hắn ta cũng không phải hứng thú muốn biết rõ nguyên nhân. Được rồi, anh không muốn nói thì thôi. Lần này tôi đến có chuyện muốn anh hợp tác. Yên tâm, tiền thưởng cho anh so với đợt trước còn nhiều hơn. Chuyện gì? Hải cười cười láo cá nói. Cha vợ tôi chết rồi. Vợ tôi vì nhớ thương cha mình quá nên bị trầm cảm suốt ngày ngơ ngẩn lang thang ngoài đường không may té sông đuối nước mà chết cường vốn là công nhân làm việc ở công trình lần đó hải đã tìm đến anh và nhờ anh thả gạch từ trên cao hại chết ông thành vì số tiền công hậu hĩnh hắn đưa mà cường đã mở mắt đồng ý giờ đây đến vợ của hắn mà hắn cũng không tha một chiêu xài lại hai lần cường chỉ là người ngoài nhưng vẫn thấy lạnh lòng bèn từ chối cậu tìm người khác đi tôi không làm cái loại chuyện này nữa đâu hải trong mày không hài lòng có tiền đưa đến trước mặt ấy thế mà vẫn có người chê dù gì cũng chỉ là một ả đàn bà yếu đuối giết cô ta có gì khó đâu chỉ cần dìm cô ta dưới nước là xong ngay ấy mà nếu không phải sợ bị người ta nghi ngờ thì hải đã tự mình làm rồi mắc gì phải tốn công tốn sức tìm người làm thay lần trước đã làm một lần rồi mà chẳng lẽ giờ anh lại sợ anh ráng làm nốt lần cuối đi sau này tôi sẽ không bao giờ kiếm anh nữa hải vừa thuyết phục vừa đe dọa nhưng cũng chẳng xi si nhê gì sau một hồi cường cũng thẳng thắn thừa nhận anh lấy từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng sáng loáng trong đó có hơn trăm triệu đưa đến trước mặt đối phương tiền cậu cho lần trước tôi chưa hề động vào một đồng nào giờ trả lại cậu sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cậu đừng đến tìm tôi làm gì. Hải ngạc nhiên nhìn tấm thẻ mình đưa cho anh ta, thì ra anh ta chẳng hề dùng số tiền này xây nhà. Lần trước cường chẳng hề do dự mà đồng ý ngay, này chẳng biết dở chứng gì mà cứ lằng nhằng dây dưa suốt. Nhưng trong lúc đang cần người, Hải chỉ biết xuống nước năn nỉ thuyết phục. Sao vậy? Tiền đã cho anh rồi, thì là của anh trả lại tôi làm gì có phải anh sợ có người nghi ngờ rồi điều tra đến anh không chuyện này anh cứ yên tâm đi đến tiền bảo hiểm tôi cũng nhận được rồi thì có gì đâu mà phải sợ hơn nữa anh và cha con của ông thành có liên quan dính dáng gì đến nhau đâu tôi đảm bảo sẽ không có ai nghi ngờ đến anh hết anh cứ tiếp tục làm việc cho tôi đi tiền kiếm được lần này phải bằng mấy năm anh cày cuốc cộng lại mới đủ cường nghe miệng lưỡi dẻo quèo của đối phương thì thở dài Lần trước nếu không phải anh nhẹ dạ Nghe lời ngon tiếng ngọt Bị đồng tiền che mở lý trí Thì đã không đồng ý rồi Bây giờ lại kéo theo bao nhiêu phiền phức thế này Tiền nhiều thì cũng ham đấy Nhưng có mạng để xài hay không Thì lại là chuyện khác Thôi thôi Tôi không muốn dính vào chuyện này nữa đâu Cường lại bắt đầu thở dài Cất giọng nói tiếp Âm thanh ấy nghe sao mà não nè Thôi Để tôi nói thật luôn cho cậu biết Lần trước tôi không hề ném gạch hại ông Thành Thế chỗ gạch đó từ đâu mà ra Từ đâu rơi xuống Cường lắc đầu không biết Ngày hôm đó nghe tin dữ Anh cũng thấy rất bất ngờ Bởi vì sau khi tôi đồng ý làm vụ này Thì những chuyện xui rủi cứ liên tục kéo đến Nào là bị xe lớn quẹt phải Tiền lương mới nhận được cũng rớt mất Đàn gà nuôi trước sân cũng không tránh khỏi Đợt đó khi tôi vừa đi làm về Đã thấy mấy con gà xảy lai dưới đất Mặt đất toàn là máu Tụi nó như bị chó cắn chết Nhưng xung quanh đây tôi chưa từng nhìn thấy một con chó nào cả Cho dù có là chó làm đi nữa Sao tụi nó không tha đi Để dành từ từ ăn Mà lại chỉ cắn chết gà rồi phơi ra đó Tôi thấy chuyện này tà môn quá Nên nghĩ rằng là do ông trời muốn nhắc nhở mình Đừng làm chuyện hại người Thế là tới ngày ông Thành đến khảo sát công trình Cường không thực hiện theo những gì đã hứa với Hải hơn nữa vì có tật giật mình mà ngày hôm đó anh lại còn xin nghỉ trốn ở trong nhà không dám ra ngoài phải đến qua ngày hôm sau khi đi làm lại nghe công nhân ở đó bàn tán thì mới biết ông thành bị gạch từ trên cao rơi xuống chết ngay tại chỗ đầu óc cường như quay vòng hàng trăm mối ngổn ngang cứ không ngừng hiện ra lúc đầu tôi còn tưởng cậu biết chuyện tôi bỏ việc nên đã tự mình ra tay nhưng sau đó lại thấy tiền vẫn chuyển vào tài khoản dù không biết ngọn ngành ra sao. Nhưng tôi đã thuận nước đầy thuyền, giấu chuyện này đi không cho cậu biết. Âm thầm nhận lấy số tiền không thuộc về mình. Cường đã chuẩn bị tinh thần nghe đối phương chửi rủa. Ai ngờ Hải không những không tức giận vì bị lừa dối mà còn vui vẻ nói. Nếu anh thật sự không làm chuyện đó mà ông Thành vẫn chết, vậy thì chắc chắn là do ông trời thấy lão cũng chẳng đáng làm con người nữa, nên mới cho lão chết tức tưởi như thế. Âu có lẽ cũng là quả báo cho những gì khi lão còn sống đã gây ra. Hơn nữa khi công an đến điều tra tình hình thì không có gì khả nghi cả, nên bọn họ mới kết luận đây chỉ là một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Đến cả ông trời cũng giúp ta. <laughs> Nhưng mà... Hải vội ngắt lời đối phương, tiếp tục dụ dỗ. Nhưng nhị gì nữa ông anh của tôi ơi, lần này chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt, có gì phải sợ dáng làm nốt lần này hốt bộn một mớ rồi nghĩ lấy tiền đó mở quán ăn quán nước gì đó làm chủ còn hơn ngày ngày đi làm công cho người ta mà chẳng được mấy đồng cường lại bắt đầu động lòng đối với những người nghèo như anh thì tiền chính là cám dỗ lớn nhất nếu không có ý chí kiên định là dễ bị nhúng chàm ngay nhưng sau cùng anh vẫn quyết định từ chối tôi nói không làm là không làm cầu nhiều tiền như thế thì kiếm ai làm mà chẳng được sau này đừng đến tìm tôi nữa tôi chỉ muốn sống một cách bình thường thôi tuy cực khổ nhưng an lòng đã nói đến thế rồi mà gã công nhân này vẫn cứng đầu cứng cổ hải cũng hết kiên nhẫn để theo hầu hắn cầm lấy thẻ ngân hàng bỏ vào túi rồi hử lạnh nói sau này anh đừng có mà hối hận cường thở vào nhẹ nhõm còn không kịp chứ mắc gì phải hối hận không phải tiền nào cũng vô tư kiếm được đâu. Sau khi Tiến Hải đi khỏi, cậu mới lững thững đi ra bờ sông sau nhà. Anh ngồi xổm xuống, hai tay chắp lại thành tâm nói. Tôi đã từ chối rồi, sau này sẽ không bao giờ tái phạm, sẽ không bao giờ có ý hại người nữa. Cảm ơn vì đã chỉ cho tôi con đường đúng đắn. Chỉ thấy trên mặt sông có cái bóng nước màu đen hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. Yến nhìn con chó ngoài sân ngày càng gầy yếu Thì nhậm tính trong lòng Cô cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để dây dưa Nhập nhằng với cái nhà này nữa Phải sớm ra tay thôi Tối đó hai vợ chồng ông Trí đang ngủ trong phòng Thì nghe thấy tiếng xả nước ở phòng tắm bên cạnh Đêm nay Hải không có nhà Ở đây thì chỉ có ba người bọn họ Cơn tả dâm bấy lâu nay trong ông trỗi dậy Lão nhẹ nhàng ngồi dậy thấy mụ vợ mình vẫn đang say giấc không biết trời trăng gì thì mới lồm cồm rời giường ra khỏi phòng không một tiếng động đứng trước cửa phòng nhìn lên cầu thang lão trí thấy ngay bóng lưng xinh đẹp của cô con dâu có lẽ vì mới tắm xong nên cả người sạch sẽ đã vậy còn phảng phất mùi thơm của sữa tắm nữa yến cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên đang nhìn mình một cách thèm khát cô mỉm cười hơi nghiêng ra sau e thẹn rồi nhẹ nhàng đi lên lầu. Hành động này chẳng khác gì là đang mời mọc đối phương cả. Ông Chí làm sao mà kìm lòng nổi. Ông lững thững đi sau lưng của Yến như người bị thôi miên không còn chút tâm trí nào. Lão Chí mẩm trong lòng rằng chuyến này ngon cơm rồi. Chắc cô ả à bị hành hạ hà không chịu nổi nữa nên giờ mới đến lấy lòng mình đây mà. Sớm mà ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không? Cơn tà dâm đã che mở mắt gã cha chồng đáng khinh này Nên ông đầu nhìn thấy dưới mình Cô con dâu trước mặt hai chân không hề chạm đất Yến di chuyển nhẹ nhàng dáng điều thướt tha như lướt trên mặt nước Hai người nhanh chóng về phòng Vừa vào tới nơi gã cha chồng dâm ô Đã gấp gáp cởi hết quần áo vướng víu trên người Ném xuống đất Lão ta vỗ vập lấy thân thể duyên dáng trước mặt như hổ vồ mồi làn da dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm tái nhợt và lạnh lẽo nhưng lão đâu biết rằng thứ mình vớ phải là cái gì đâu đến khi đối phương vừa xoay đầu lại đã khiến lão trí sợ phát khiếp cả thân thể béo mập ấy ngã ngay xuống nền đất ông ta nhích từng chút lùi về sau đồng tử mở to vô cùng hoảng sợ miệng lẩm bẩm không ngừng ma gặp ma rồi Đầu yến vặn ngược 180 độ trông cực kỳ quái dị Đó làm gì còn dáng vẻ của con người bình thường nữa Ngũ quan cũng bị thay đổi đến không thể nhận ra gương mặt thật sự Cả người cô xưng phủ nhán cầu lọt ra ngoài May mà còn dính chút thịt nên mới lủng lặng hai bên má Lão sợ hãi quay đầu muốn bỏ chạy Lúc này lão trí mới nhận ra rằng Từ nãy đến giờ mình bị ma che mắt Cứ tưởng đang ở trong phòng ngủ tầng 2 mà giờ đây lại đang khỏa thân đứng trong cái sân trước nhà phía bên trái còn có con vàng mà bọn họ nuôi nó ủ rũ nằm cục đuôi dưới đất thế ông gặp nạn cũng chẳng biết đường tiến lên bảo vệ nghe người ta nói bình thường chó đều sẽ sủa không ngừng để đuổi những thứ không sạch sẽ đi vậy mà con chó này nuôi tốn cơm tốn gạo đến sủa cũng chẳng thèm sủa lấy một tiếng trong lúc vừa chạy vừa suy nghĩ Ngày mai sẽ đem con vàng bán cho tiệm cầy tơ nào đó Thì đôi chân ông bị những dây leo chẳng chịt Quấn chặt kéo về Cho dù ông cố gỡ như thế nào đi nữa Thì cũng vô dụng Trái lại nó còn siết chặt hơn gấp mấy lần Ngẫn mỡ bị siết mạnh đến mức lòi ra ngoài Máu me văng tung tóe, Bắn hẳn lên mặt con chó đang nằm co ro trong góc Nó run như cầy sấy Đến đầu hai bên cũng không ngừng giao động nó lặng lặng ngước mắt nhìn bóng đen to lớn trơn tuột Đang ra sức dùng những sợi dây leo mọc ra từ người mình siết chặt lấy ông chủ Nâng lên rồi đập xuống như đang giã gạo Sau mấy lần như thế cả người ông chí như bị đập nát Hộp sọ bên trong cũng nứt tuẹt Não chảy ra ngoài Lần cuối cùng đầu ông vừa hay Xoay qua phía cậu vàng Hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt Như muốn hỏi nó rằng Tại sao không chạy lên bảo vệ chủ con vàng nhìn cái bóng đen tiến về phía mình Thì ngước mặt lên ư ừ, ừ lấy lòng Cái lưỡi nó đã bị người ta thắt lại từ lâu Giờ đây đến ăn uống còn khó khăn Uống chi là cất giọng sủa như trước kia Đến mình chó còn lo chưa xong Nó còn hơi sức đâu mà lo cho người Sau đó con vàng nhanh chóng lùi vào cái chuồng của mình Nằm xuống nhắm mắt lại Như không hề thấy chuyện gì xảy ra Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn thì bà Trang đã bị đánh thức bởi những tiếng kêu la thất thanh trước cổng nhà mình. Bà gắt ngủ cao có đi ra, giọng điệu khó chịu bảo. Mới sáng sớm mà la làng cái gì? Mấy người không ngủ thì để tôi ngủ, chứ có đâu đi làm phiền người khác vậy. Bà năm nhà hàng xóm bên cạnh đáp. Ngủ cái gì mà ngủ, chồng mày chết rồi kìa. Ông nằm sóng xoài ra đấy mà còn không biết, làm vợ kiểu gì thế Bà Trang còn đang ngái ngủ Phải mất vài giây mới hiểu tình hình Bà quay đầu nhìn xung quanh liền thấy cái xác chồng mình trần như nhộng rướm máu nằm ngay ra đó Người bu trước cổng nhà bà ngày một đông hơn Ai cũng tò mò muốn coi cái xác chết trông như thế nào Tiếng khóc của bà Trang ngày càng lớn hơn Nhưng đôi chân không dám lê bước đến gần Chỉ đứng từ xa mà kêu gào Chồng ơi là chồng Sao ông chết thảm quá vậy ông Ông nói mẹ con tôi phải sống sao bây giờ Còn Yến đâu trả đây tao biểu coi Cha mày chết rồi mà còn chưa thấy cái bản mặt mày đâu Yến nghe thế thì từ trong nhà lật đật chạy ra Cũng là gương mặt mới ngủ dậy như bà Trang Trên người cô còn bận đồ ngủ cũ kỹ Nhưng được giặt rất sạch sẽ Yến ngỡ ngàng nhìn cái xác cách mình không xa Mà thất thanh hét lên cũng chẳng biết trong đám đông người nào đã gọi báo công an từ sớm Lúc này hai ba chiếc xe công vụ chạy đến Các cán bộ nhanh chóng tiến vào hiện trường Bắt đầu phong tỏa không cho ai vào trong Sau khi ổn định lại tình hình Một vài đồng chí đã đi lấy lời khai của hàng xóm Pha Vì cũng vào chỗ sẵn sàng bắt đầu khám nghiệm Trong lúc chờ đợi Một đồng chí khác cũng bắt đầu hỏi thăm người nhà nạn nhân Tối qua hai người ở đâu? Làm gì? Bà Trang ôm mặt khóc nức nở Đau lòng trả lời Thì hôm qua cũng giống như mấy người khác thôi Tối rồi thì cả nhà tắt đèn đi ngủ Thế chồng bà chết ngay ngoài sân mà bà không nghe thấy gì à Hơn nữa ông ta còn đang trong tình trạng khỏa thân Trên người chẳng mặc cái gì cả Bà Trang lắc đầu cố gắng hết sức nhớ lại Tôi không biết, tôi không biết gì cả Tối qua ông còn nằm ngủ ngay bên cạnh tôi mà nay lại Đêm qua tôi ngủ say lắm, chẳng nghe thấy tiếng động gì hết, cũng chẳng biết ông ra khỏi phòng từ khi nào. Cán bộ công an lại nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi im lặng từ nãy giờ hỏi: "Thế còn cô, cô là con gái của nạn nhân à?" Trước ánh mắt sắc bén của đối phương, Yến cúi đầu thành thật trả lời: "Tôi là con dâu nhà này, tối qua tôi cũng ngủ say như chết, chẳng nghe thấy gì cả." Đồng chí còn tính hỏi thêm vài câu Thì vị pháp y đằng kia cũng đã khám nghiệm xong Anh ta đang đi từ từ về phía này Nhanh chóng báo cáo kết quả Theo khám nghiệm sơ bộ Nạn nhân bị chấn thương nặng toàn thân Mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong Các cơ quan nội tạng bên trong cũng bị vỡ nát Hộp sọ bị nứt ra thành nhiều mảnh vụn Công an nhìn lại căn nhà một lượt Đầy cao nhất chỉ có tầng 2 Nhưng thương tích nạn nhân lại nặng đến mức như bị thả từ trên tầng 30 xuống. Điều này là không hợp lý, nhưng cậu cũng xác nhận được, đây chính là hiện trường đầu tiên. Hoàn toàn không có khả năng bị ai đó sát hại ở một nơi khác rồi di chuyển đến đây để ngụy tạo hiện trường. Thế rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mọi người còn đang bận bàn luận để giải quyết vụ án thì đột nhiên lại xảy ra tranh chấp giữa mẹ chồng và con dâu hay nói đúng hơn là cô con dâu tội nghiệp đang bị bà mẹ chồng độc ác điên cuồng đấm đá túi bụi dữ dội đến mức các đồng chí phải đứng ra can ngăn lôi kéo thì bà mới dừng lại có gì từ từ nói bà trang hùng hổ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của công an nhưng thất bại thế là bà bèn chỉ tay vào người yến luôn miệng gào lên là nó nó chắc chắn là kẻ giết người Chính nó là người đã giết chết chồng tôi Bắt nó đi Mấy người mau bắt nó đi Vị pháp y nghe thế bèn hỏi vặn ngược lại Sao bà nói chuyện chắc như đinh đóng cột vậy Có bằng chứng gì không Có thì đưa ra để chúng tôi giải quyết Nếu không thì coi như bà vu oan phỉ bán người khác Đó giờ bà Trang quen thói ngang ngược Đứng trước pháp luật mà cũng chẳng thèm theo quy củ Vẫn cố chấp khăng khăng với suy nghĩ của mình Cần gì bằng chứng Cái con quỷ cái này suốt ngày dụ dỗ chồng tôi Chắc chắn là nó ghét chúng tôi từ lâu rồi Nên giờ dám làm ra chuyện này cũng đâu có gì lạ Mấy người hàng xóm nhiều chuyện đứng ngoài nghe thấy cũng đồng thời ồ lên Nhưng chẳng ai có cùng suy nghĩ với người đàn bà ấy Ông Trí chồng bà là người dê sồm có tiếng ở khu này Nhà nào mà không biết ông ta mê gái chứ Cứ tưởng Yến được mẹ chồng thương yêu hết lòng Giờ xem ra thì không phải vậy Ai rồi cũng phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu mà thôi Đã thế còn thêm ông cha chồng gạ gẫm suốt ngày Ai cũng thở dài thương cảm cho cô gái xấu số này Mẹ mất sớm, cha vừa mới nhắm mắt xuôi tay Nay ở nhà chồng lại bị đối xử tệ bạc thế này Thì tương lai biết đi đâu về đâu đây Lúc này Hải cũng vừa hay nghe tin chạy về nhà Hắn nhìn cha mình đang phơi thay lạnh lẽo giữa nền đất Thì điên tiết gào lên Là ai? là ai giết ông ấy Bà Trang tránh khỏi sự khống chế của công an Đến bên con trai buộc tội Là con Yến Nó giết cha mày đó Cái thằng trời đánh kìa Sao mày lại đưa cái của nợ này vào nhà làm chi hả Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm như loài rắn độc Các đồng chí nhận ra Hai mẹ con nhà này như nhau Mẹ nào con nấy không chịu nói Lý lẽ phải trái Thấy hắn chuẩn bị xông lên vỗ lấy vợ mình Đồng chí công an vội ngăn lại Giải thích thêm lần nữa Chuyện này chưa có bằng chứng gì Để buộc tội vợ anh là hung thủ cả Đó chỉ là lời nói một chiều của bà ấy thôi Nhưng Hải làm gì nghe lọt tai Bởi vì trong lòng có quỷ Nên hắn đình ninh Yến là hung thủ Hai mẹ con bà Trang nghĩ rằng Chắc chắn Yến đã biết bọn họ Ra tay giết chết cha mình Nên giờ đây dùng cách tương tự để trả thù Hơn nữa cái cây án còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần mày đuổi nó ra khỏi nhà cho mẹ hôm nay nhất định phải đuổi cái thứ xui xẻo này ra khỏi đây cho tao nó còn ở đây ngày nào là tao chết cho mày xem dù sao bọn họ là công an là người ngoài ngoại trừ ngăn những trận tranh chấp đánh đập cũng không thể nào quản sâu vào việc nhà người ta được thế là chỉ đành nhìn hai mẹ con vô lý đó tống cổ của con dâu ra ngoài lúc mọi người xong việc rời đi trên đường lái xe về cơ quan Bọn họ thấy cô con dâu tội nghiệp đang đi lang thang trên vỉa hè. Con người ai cũng có lòng chắc ẩn, sao mà bọn họ nhắm mắt làm ngơ được. Thế là một chiếc xe công vụ tấp lại gần, một nữ đồng chí ló đầu ra ngoài cửa hỏi thăm. Chị lên xe đi chị, chị muốn đi đâu chúng em chở chị đi. Trước sự giúp đỡ của đối phương Yến chỉ lắc đầu nói cảm ơn. Vậy thì phiền mọi người lắm, với lại tôi chỉ định ra bờ sông gần đây ngồi hóng gió một chút rồi về nghe nói sẽ quay về căn nhà đó nữa công an lo lắng cảnh báo về đó làm gì bọn họ chắc chắn sẽ không để chị yên đâu nghe những lời nói đó yến chỉ biết nở một nụ cười khổ nhẹ giọng đáp lời chị quen rồi với lại chị còn chỗ nào nữa đâu mà về phụ nữ mình là vậy đó em lấy chồng thì phải theo chồng để thay đổi một người có tư duy như thế thì khó hơn lên trời. Nó như đã ăn sâu vào máu của người phụ nữ số khổ này. Nữ đồng chí thở dài, cô cũng biết mình không có cách nào khuyên nhủ chị ta, nên chỉ đành dặn dò vài câu rồi lái xe đi mất. Cô nhìn theo chiếc xe lăn bánh mất hút mà cảm thấy ấm lòng. Yến chỉ hy vọng các cô gái khác trên thế giới này đừng yếu đuối, nhu nhược giống như cô, bởi vì sau này phải trả cái giá rất đắt. Nhà không còn ô xin không công nữa Nên tất cả việc nhà giờ đây đều do một mình bà Trang làm hết Hải vừa mới xuống dưới lầu đang nghe mẹ lái nhải dài dòng than vãn Ai sao xô tôi khó vậy trời Dạ rồi còn không được hưởng phước con cháu Lại phải nai lưng làm việc vất vả như thế này đây Hải bực bội đáp lời Thì con có bắt mẹ làm đâu Con đã nói là mướn người giúp việc đi mà mẹ không chịu Giờ mẹ trách ai Bà Trang cũng nổi sùng lên cãi lại Tại tao tiếc tiền cho mày nên mới chịu cực Tự mình làm hết đây Với lại có người ngoài vào nhà tao không yên tâm Có một số người là thế Tuy giàu nứt vách đổ tường Nhưng tính kẻ sĩ kỳ bo không bao giờ thay đổi Đúng là ứng với câu càng giàu thì càng keo Còn nói mãi bà Trang cũng không chịu hiểu Nên hải vội rào bước ra ngoài Đến công ty làm việc còn hơn là ở đây nghe mẹ than trời trách đất Bà Trang nhìn theo bóng lưng xoay người rời đi của con trai Rồi lại nhìn lên di ảnh trắng đen trên bàn thờ Mới cầu nhỏ Đó, ông thấy chưa Có mỗi một đứa con trai mà trắng nhờ vả được gì Phải chỉ có con Yến ở đây thì hay biết mấy Sau đó bà vội đưa tay đánh miệng mình Nhanh chóng thay đổi thái độ Và thôi, tự dừng nhắc đến con quỷ cái đó làm chi Mắc công xui sẹo như nó lại qua thêm một tháng mà tình hình vụ án chẳng có tiến triển gì, còn con yến cũng chẳng biết bị bà đuổi đi đâu mất tiêu không thấy bóng dáng. Lúc đầu bà Trang cứ đuổi, cứ chửi cho sướng cái miệng trước đã, vì bà biết tính nó hiền khô như cục bột, không dám phản kháng lại, chắc chắn rồi cũng sẽ quay trở về cầu xin thôi. Chứ giờ nó còn chỗ nào để mà đi nữa đâu, lại cũng không có bạn bè thân thiết. Ấy vậy mà qua hơn tháng rồi vẫn không thấy tin tức gì cả bà nằm trên giường thở dài lại thêm tiếng mưa rơi ngoài kia khiến người đàn bà sầu não hơn mấy năm nay quen say yến làm này nằm kia giờ bà phải tự mình làm thì thấy không quen lại còn không có ai để bà trút giận nữa cứ nghĩ vớ vẩn như thế rồi bà thiếp đi lúc nào không hay tiếng mưa lột độp trên mái nhà vẫn cứ tiếp tục vang lên càng lúc càng nặng hạt đột nhiên bà trang mở mắt ra nhìn thấy dưới chân mình toàn là bùn cát cả người bà từ trên xuống dưới đều bị ướt mưa từng hạt mưa tạt vào mặt không ngừng khiến bà không thể nào mở mắt nhìn thẳng được chỉ có thể hí mắt nhìn xung quanh tiếng gió xào xạc sấm chớp đùng đùng trong đêm tối bà trang nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía đối diện mình đó không phải ai khác mà chính là yến người con dâu luôn bị bà chèn ép yến mặc bộ quần áo cũ kỹ trên người cũng dính đầy bùn đất như bà cô ta như không nhìn thấy ai mặt mày không cảm xúc bước từng bước đi thẳng xuống sông mặt nước qua đầu gối rồi đến ngực đến khi chỉ còn nửa cái đầu nổi trên mặt nước đột nhiên hai mắt trắng giá nhìn thẳng vào bà trang dù không thể nhìn nửa ngũ quan còn lại nhưng bà biết chắc chắn cô ả à đang cười bà không thể kêu lên cũng không thể lùi lại chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn yến từ từ chìm xuống dòng sông rồi không bao giờ nổi lên nữa mưa vẫn không ngừng rơi tiếng cửa sổ va đập khiến bà dần lấy lại ý thức khi mở mắt ra lần nữa bà trang mới biết hóa ra những gì mình thấy ban nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi nhưng giờ đã qua ngày mới mà mặt trời ngoài kia vẫn âm u khiến lòng bà thấp thỏm không thôi Bà Trang bèn gọi điện kể đầu đuôi mọi chuyện cho đứa con trai nghe Nó thế mà chỉ tỉnh bơ vào Mẹ cứ nghi thần nghi quỷ Nó mà dám nhảy sông tự tử mới lạ Coi chừng nó hốt được thằng nào rồi giờ bỏ đi biệt xứ luôn rồi cũng nên Bà nghe thế thì thấy cũng có lý Đành tự mình trấn an bản thân rồi ra chợ mua ít đồ ăn về nấu Ra đến nơi thấy mọi người đông vui nhộn nhịp Khiến tinh thần bà thả lòng hơn nhiều Bà Sáu thịt heo thấy đối phương cứ đứng một chỗ hồi lâu Thì mở miệng mời mọc Chưa biết ăn gì hả? Nè ăn thịt heo đi Có mấy cái bắp đuổi ngon lắm nè Dù sao cũng là khách quen mấy năm trời Nên bà Trang cũng không từ chối Sách giò đứng trước quầy thịt Lựa hai ba miếng định đem về kho Bà Sáu vừa cạo lông heo vừa nói Lâu lắm rồi mới thấy chị ghé ủng hộ Tưởng đâu quên tôi luôn rồi chứ Bà Trang cũng cười già là lạ, Đáp lại Chồng tôi mới mất tháng trước Nên có muốn nấu nướng gì nữa đâu Toàn ăn bị gói qua ngày không ấy chứ Này ngán quá rồi Nên mới phải vác cái thân già này đi ra đây nè Trời đất ơi Chồng chị mất rồi hả Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi Mất sớm vậy Bà Trang lắc đầu Sớm gì nữa đâu chị ơi Năm nay ông cũng gần 60 rồi Đối phương sợ nhắc hoài Sẽ khiến bà Trang khó chịu Nên vội chuyển đề tài Còn con dâu chị đâu Sau này nó không đi chợ mà bắt chị phải tự mình đi Không nhắc đến thì thôi Mà hễ nhắc tới là khiến bà thấy tức anh ách Bắt đầu nhiều chuyện bôi xấu con dâu Mấy bà mẹ chồng như thế này Đa số đều là loại ăn không nói có Mình sai cũng cho là mình đúng Ăn ngang nói ngược bao nhiêu cái xấu cái hư đều đổ lên đầu người khác nói à nhà tôi vô phước lắm mới có nó làm dâu ai đợi cha chồng chết mà bỏ trốn theo trai đến cái đám ma của ông cũng chẳng thấy cái mặt nó đâu giờ nó mất tích luôn rồi mà thôi cái thứ dâu này á có cho tôi cũng không thèm bà sáu cũng rất biết nắm bắt tâm lý khách hàng biểu cảm phong phú hổ theo câu chuyện của bà trang máu nhiều chuyện nổi lên có trời mới ngăn được hai bà cứ xì xào với nhau một lúc lâu khiến cho những người có ý định đến mua đồ cũng ngắn ngầm không muốn lại gần bọn họ thả sang gian hàng khác mà mua còn hơn nhất là mấy chị gái trẻ đang sống cùng nhà chồng bọn họ vừa nghe là đã thấy bóng hình mộng trẻ của mình trong đấy rõ ràng đều là phận đàn bà phụ nữ với nhau ấy thế mà những người đi trước cứ thích làm khó những người đi sau mẹ chồng cũng từng là con dâu từng chịu biết bao nhiêu khổ cực hà khắc đến từ mẹ chồng của mình đáng lẽ bọn họ phải thông cảm biết yêu thương hoặc ít nhất không thích thì đừng nói tới nhau tránh mất lòng nhưng họ không làm thế họ biến thành hình mẫu mà mình từng ghét cay ghét đắng trong quá khứ kẻ từng chịu tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác lúc có chuyện cần nhờ thì miệng lúc nào cũng nói con dâu cũng là con chăm sóc giúp đỡ cha mẹ chồng xíu thì có sao nhưng khi không cần nữa thì lời nói như có hàng ngàn cây kim độc đính bên môi nó chỉ là người ngoài khác máu thì tanh lòng cho dù các cô con dâu con lấy lòng bao nhiêu đi nữa đối tốt với họ bao nhiêu đi nữa thì họ cũng chỉ coi đó là việc hiển nhiên mà không hề cảm kích xíu nào có bà thì trước mặt đối tốt với con dâu sau lưng lại nói xấu với mấy bà hàng xóm có bà thì tối ngày thủ thị với con trai mình kêu nó bỏ vợ. Con trai mà tốt với vợ một chút thôi thì bà lại ghen nổ mắt trông chẳng khác gì vợ đang ghen chồng. Trên đời này nhiều người thì lại càng có nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Loại người nào cũng có, còn nói mãi cũng không hết được. Sửa đến nay kiếm được mẹ chồng tốt chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi đầu ngờ con Yến nó lại là người như vậy Tại thấy nó ở đợt đó ngày nào cũng đi chợ nấu cơm Nói chuyện lại biết thừa biết dạ Nên mới nghĩ bà may mắn có được cô, co, cô co còn dâu tháo Bà Trang biểu môi chê bai ui giời, nó mà được vậy á thì tôi cũng mừng Toàn làm màu cho người khác xem thôi bà ơi Ai nhẹ dạ cả tin là bị nó lừa ngay Bà Sáu cũng gật đầu rồi dưa Chợt nhớ ra điều gì đó nói Người như nó ấy vậy mà phước lớn mạng lớn ghê Đợt đó chân tôi bị thấp khớp nên vào viện khám Lúc về thấy xe cứu thương đậu phía trước Tôi thấy con Yến nó nằm trên băng can mà mặt mày trắng bệch Mấy bác sĩ quanh đấy nói nó chết trên đường cấp cứu rồi Lúc chuẩn bị cấp giấy báo tử thì đột nhiên nó bật dậy như không hề có chuyện gì xảy ra mà đi về nhà Làm ai có mặt ở đó cũng được một phen hú hồn hú vía Ui, Chuyện xảy ra khi nào vậy? bà sáu trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu đành chịu không nhớ nữa bà chuyện này ở à, lâu lắm rồi chắc từ đầu năm á sau đó nó còn đi chợ mua đồ chỗ tôi nữa mà cũng chẳng biết nó đi đường kiểu gì mà té xuống sông đuối nước may mà có người gần đó nhảy xuống cứu nếu không chắc mấy ngày sau mới thấy nó nổi lên lúc này bà trang đột nhiên nhớ lại cái ngày mà yến về trễ cả người ướt đẫm dính đầy bùn cát khi đó hình như nó nói là bị xe quẹt cộng thêm lúc đó trời mưa nên bà không nghi ngờ gì sau bây giờ bà sáu lại kể khác bà có chắc là nó té sông không bà sáu gật đầu chắc nịch khẳng định chắc chứ sao không chắc người đó ướt nhẹp nhìn là biết vừa được vớt từ dưới sông lên rồi trên đầu còn dính mấy cái rong rêu nữa mà trời lại bắt đầu đổ mưa chẳng biết từ đâu gió thổi đến khiến bà trang nổi một lớp da gà Bà vội lấy đồ trả tiền rồi tạm biệt rời đi Mưa rồi tôi về trước đây Có gì ở hôm khác nói tiếp Ừ đi lẹ đi Không thôi ướt hết Nhìn đối phương rời đi Bà Sáu mới để ý đến cái quầy thịt của mình Rồi lại ngó xung quanh các gian hàng bên cạnh Bọn họ đã bán gần hết rồi Chỉ có mỗi quầy của bà là còn đầy ấp Sáng giờ chỉ lo nhiều chuyện Nên bán được có nửa ký thịt lát về biết ăn à nói thế nào với bà mẹ chồng khó ở ở nhà đây còn bà trang thì cũng không tránh khỏi cái cảnh sầu lo trong đầu bà luôn không ngừng nghĩ đến những lời nói ban nãy của đối phương rồi liên kết với cơn ác mộng đêm qua mình mơ thấy có lẽ nào con yến đã nhảy sông tự tử rồi hóa thành ma về báo thù gia đình bà không khi đã nghĩ ra chuyện gì thì con người luôn có những tưởng tượng rất phong phú bà nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó kể từ lúc yến về nhà trong ngày mưa hôm ấy thì ban ngày rất ít nhìn thấy mặt cô nửa đêm thì nghe thấy tiếng sột soạt từ tầng trên có lần bà đi ngang qua nhìn thấy nó đang quỳ dưới đất lau sàn nhà hình như nó chỉ hoạt động về đêm thôi thì phải tới giờ cơm chẳng thấy bóng dáng yến đâu bà đã quen thói đẩy đoạn nó nên lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều cơm trong nồi lại còn thiêu rất nhanh dù cho sáng mới nấu thì tới trưa nồi cơm đã bốc mùi hôi thối không ăn được nữa hoa quả bà mua trưng trong phòng khách cũng nhanh chóng bị héo dập nấm mốc phải rồi đến ngay cả con vàng nuôi trong sân cũng không dám lại gần yến trước đó nó nhìn thấy cô là đã muốn lao vào cắn xé nhưng giờ ngay đến sủa cũng chẳng nghe thấy nó rốt cuộc là thứ gì có phải là ma quay về báo thù không bệnh viện là nơi cứu người nhưng cũng là nơi chết người nghe nói mấy năm về trước còn có người nhảy lầu tự tử ở đấy chẳng may con yến bị những thứ xui xẻo đó bám theo há chẳng phải hại người sao tâm trí bà vẫn cứ đau đáu về những phỏng đoán của mình sự nghi ngờ ngày càng lớn hơn hai chân bà cất bước đi trong vô định dù lòng bàn tay đã hằn đỏ khi cầm cái giỏ sách nặng nhưng bà vẫn thấy không hề hấn gì Bà Trang cứ thế đi lang thang một lúc lâu Đến khi định thần lại đã thấy mình đứng dưới con sông Cách nhà vài cây số Trần vẫn không ngừng tiến về phía trước Mặt nước đã sắp qua đến ngực Lúc này bà mới bắt đầu hoảng sợ định quay về bờ Nhưng dưới lòng sông sâu Chẳng biết có thứ gì đang ẩn nó Mà cả hai chân bà bị nó nắm chặt kéo xuống Cho dù bà có cố vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa Vẫn không thể thoát được cái gọng kiềm kẹp ấy khi nước làn đến dưới cằm, ánh mắt bà vô tình nhìn thấy cô con dâu đã lâu không gặp của mình. Nó đang đứng ở bờ đối diện, nở một nụ cười ác ý nhìn bà. Giờ đây bà không thể làm gì khác ngoài kêu cứu cả. Con ơi, Yến ơi, cứu mẹ con ơi. Tiếng cầu cứu ấy thể hiện sự bất lực cùng cực của bà Trang. Trước người mẹ chồng độc ác nhiều năm hành hạ đại đoạn mình Cô chỉ vô cảm đứng tại chỗ nhìn bà ta từ từ bị dòng nước nhấn chìm. Bọt khí nổi trên mặt nước sau vài giây cũng chẳng còn nữa. Trời lại bắt đầu mưa, nước mưa như muốn xóa đi tất cả dấu vết thuộc về người đàn bà ấy. Trước khi yến quay người rời đi, trên mặt nước hiện ra cái bóng đen lớn, như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng đến cô. Cuối cùng chuyện mà cô muốn làm cho đối phương rốt cuộc cũng hoàn thành. Yến thanh thản mỉm cười ra bậc trưởng bối dặn dò đi đầu thai đi kiếp sau nhớ sống mạnh mẽ lên cho dù con chỉ là nhành cây cọng cỏ cũng có thể chống lại bão táp mưa xa đón chờ ánh cầu bồng được đỡ sau cơn mưa phùn đi đi đưa con gái tội nghiệp của ta dứt lời yến xoay người rời đi bóng đen đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa mới bắt đầu biến mất mà sông trở lại trạng thái bình thường, mưa vẫn không ngừng chút xuống. Chẳng có ai biết vừa có một người đàn bà đã chết chìm dưới đó. Yến lang thang đi trên đường, cô trầm ngâm hồi lâu khi nhìn vũng nước dưới chân, phản chiếu hình dạng của bản thân mình hiện giờ. Dù trên đó là dáng vẻ của một cô gái trẻ, nhưng tại sao Yến chỉ có thể nhìn thấy gương mặt một lão già gầy gò, tóc hoa râm, trên mặt lấm tấm những vết đồi mồi. Thật ra bên trong thân xác ấy không phải là Yến, cô gái trẻ đó đã chết từ lâu lắm rồi. Và một ngày mưa cô ta đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình dưới dòng sông lạnh lẽo ấy. Yến vốn là con một trong gia đình khá giả, nhưng không may mẹ mất sớm, cứ tưởng như thế sẽ được cha yêu thương, bù đắp hơn, nhưng ông ta lại là người trọng nam khinh nữ. Cô chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình. Sau đó cô gặp được Hải Người đàn ông có vẻ ngoài điển trai Và luôn miệng nói thương yêu cô thật lòng Tự nguyện đem xính lễ đắt giá đến Để đón cô về làm vợ Cha mẹ chồng cũng xem cô như con gái ruột Khi ấy cô mới biết Hóa ra cái gọi là nhà chính là như thế này Nhưng bộ mặt giả dối ấy rất nhanh bị xé rách Khi gả cô đi xong Ông Thành đón đứa con trai của ông ta Và bổ nhí về nhà đem tất cả yêu thương và tài sản dành hết cho nó yến tuy đau buồn nhưng cô nghĩ rằng mình vẫn còn nhà chồng bên cạnh nên không sao cả ai mà có ngờ thái độ của bọn họ cũng hoàn toàn thay đổi sau khi biết tất cả tài sản chỉ để lại cho đứa con hoang kia còn cô thì chẳng có một xu dính túi nào thì đến cả con chó cô cũng không bằng bà mẹ chồng bắt đầu đuổi hết người giúp việc bắt cô làm quẩn quật tất cả công việc trong gia đình. Bản tính háo sắc của cha chồng cũng hiện hình, nhiều lần dụ dỗ cưỡng ép làm ra những hành động vượt quá giới hạn với cô. Sau đó đều bị bà Trang phát hiện kịp thời, nhưng chỉ có mình Yến là bị đem ra chút giận. Vốn là nạn nhân trong chuyện này, lại chẳng thể đòi lại công bằng cho bản thân. Yến ngờ ngạch đem chuyện này nói với chồng, cứ tưởng rằng chồng sẽ bảo vệ mình, nhưng hắn ta còn đánh cô thêm vài bạt tay và xỉ vả không thương xót. Mày phải lẳng lơ thì cha ta mới làm thế, đã không giữ đạo làm vợ còn đổ lỗi cho người khác. Sau 5 năm, năm làm con hầu kẻ hạ cho nhà này, Yến cuối cùng không trụ được nữa. Vào ngày mưa hôm ấy cô lững thững đắm mình vào dòng nước lạnh lẽo, muốn dùng dòng nước cuồn cuộn ấy cột rửa hết tất cả buồn đau và tủi nhục của mình. Nước tràn vào trong phổi Yến ngộp thở rồi từ từ liệm đi Hồn cô nhanh chóng xuất ra Dưới dòng nước sâu Yến nhìn thấy có người đã đem xác cô vớt lên Tiếng xe cấp cứu cũng nhanh chóng chạy đến Cô mỉm cười rồi tự diễu Người đã chết rồi cho dù có đưa đến bệnh viện thì cũng vô ích mà thôi Sau đó cô hóa thành ma Linh hồn chỉ có thể trú ngụ Ở con sông này Không thể di chuyển đi bất kỳ nơi nào nữa nếu muốn đầu thai thì cô phải kéo ai đó xuống thế mạng cho bản thân. Yến không muốn người khác bất hạnh như mình nên cô chỉ lặng lẽ ở đó, là một con ma không thể siêu sinh. Rồi đến một ngày nọ thông qua mặt sông phẳng lặng, cô nhìn thấy hình bóng của mình đang từ từ tiến lại gần. Đó thật sự là một thân xác phàm trần, làm bằng xương, bằng thịt. Yến không tin nổi vào mắt mình, rõ ràng cô đã chết rồi kia mà. Thế người trên kia là ai? Người đó từ từ ngồi xuống dùng bàn tay của mình khô làn nước làm mặt sông chuyển động. Ở xung quanh chẳng có ai thế mà cô ta lại nói chuyện. Tôi đã mượn thân xác cô rồi thì tôi sẽ giúp cô báo thù những kẻ đó. Tôi biết cô đang ở dưới đó nghe tôi nói chuyện. Xin hãy chờ tôi thêm một chút nữa thôi. Thế là đối phương đã thực hiện lời hứa của mình những kẻ từng bắt nạt cô đều chết không được yên thân. Giờ đây có bà mẹ chồng độc ác thế thân cho mình, yến cũng không có gì cần đắn đo nữa, nhanh chóng đi đầu thai chuyển kiếp. Còn linh hồn của bà Trang thì bị giam giữ dưới lòng sông sâu, không thể thoát khỏi. Bà ta xứng đáng với kết cục này. Cô cũng phải cho bà ta nếm mùi đau khổ, mà cô đã chịu đựng trước đây làm một con ma da cô đơn và lạnh lẽo, không có hy vọng vào tương lai. Ba ngày sau tại dòng sông đó, người ta phát hiện xác chết một người phụ nữ trương phình, nổi lành bềnh. Vì trước đó Hải đã báo án mẹ mất tích, nên công an rất nhanh mời hắn đến nhận dạng nạn nhân. Cho dù cái xác chết trương lên, hai mắt lội ra nhưng hắn vẫn nhận ra được. Đây chính là mẹ mình. Cha vừa mới mất không lâu, mẹ lại nối gót theo sau. Vợ thì chẳng biết đang ở nơi nào. Giờ đây trong gia đình này chỉ còn lại mỗi hắn thế nhưng cũng chẳng thấy hải buồn khổ gì nhiều sau khi tiến đám quan khách đến cúng viếng đi khỏi hắn quay vào trong nhà nhìn lên bàn thờ cha mình ngồi chưa ấm lại nhìn đến cổ quan tài chứa xác mẹ bên trong hắn ngửa đầu ha hạ cười to không phải hắn buồn đến mức phát điên mà là vui đến mức không kiềm chế được đối với hải mà nói cha mẹ chẳng khác nào là gánh nặng là gông cổ hắn phải đeo trên cổ suốt hai mươi mấy năm nay. Bọn họ vừa phiền phức, vừa bắt người khác phải theo ý mình. Già dạ rồi lại chẳng được tích sự gì, làm chuyện gì cũng sợ trước sợ sau, thì sao mà làm lên chuyện lớn được. Giờ chết rồi đỡ phải nghe lại nhải bên tai. Giờ hắn chỉ còn lại một mình, thì muốn làm gì mà chẳng được. Thế là Hải lại tiếp tục ăn chơi đàn đúng như cũ, còn chưa hết ngày để tang mẹ mà đã chạy đến các cuộc vui trị lạc công việc hắn cũng chẳng thèm làm vì có mớ tiền bảo hiểm trong tay nên đã nộp đơn thôi việc từ sớm tối ngày chỉ biết quanh quẩn ở các quán ba đèn mở tập tành hút trích với người ta nhưng rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma từ quán nhậu đi bộ về nhà trong đêm đen chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng trời đã về khuya nên con đường vắng chẳng thấy cái xe nào chạy ngang đi phía trước hắn ấy thế mà lại có cô gái dáng người mảnh mai thân thể vô cùng uyển chuyển đường lúc cơn say dồn lên não miệng khô lưỡi đắng hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy không có ai rồi bắt đầu bám theo đối phương nhìn ánh mắt đỏ rực lên của hắn cũng biết hắn định sẽ dở trò xấu xa gì hải cũng không vội mà đi theo cô gái đó qua hai ba con đường ánh trăng trên cao cũng chẳng biết đã trốn vào đám mây từ khi nào cô gái như biết có người đi theo mình, bèn bắt đầu nhanh chóng di chuyển, dường như muốn lẩn trốn mà hai chân cô đi vào con ngõ nhỏ tối đen như mực, thế thì lại càng đúng ý hắn. Hải gấp gáp bám theo, chuẩn bị ra tay. còn chưa đi được nửa con hẻm thì hắn đã vồ lấy cô gái xấu số ấy, đẩy xuống nền đất, giơ tay bịt miệng đối phương, cả người nằm đè lên thân thể mảnh mai yếu đuối ấy. Động tác nhanh gọn thành thục dứt khoát Như thể đã từng làm trước đây Máu liều nhiều hơn máu não Hắn cũng chẳng coi kỹ mặt người mình sắp cưỡng ép là ai Mà đã bắt đầu hôn lấy hôn đẻ Cô gái thế mà cũng nằm im không hề phản kháng Ánh mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm vào đỉnh đầu của hắn ta Như thể muốn xem thử phản ứng của đối phương khi hắn nhìn rõ mặt mình Lúc Hải đang hành sự bỗng thấy có gì đó lúc nhúc bỏ lên tay Hắn đành dừng lại vài giây để xem xét Hóa ra là những con giỏi béo mập Đang chui ra từ người phụ nữ kia Bỏ sang người hắn Hải lùi lại ra sau Tay vùng vẩy không ngừng muốn Phải rớt những thứ gấm ghét đó Nhưng chẳng biết tại sao càng phẩy tay Thì giỏi lại càng nhiều hơn Dường như chỉ mới một giây Mà chúng đã sinh sôi không ngừng Một đẻ mười Mười đẻ trăm Mẹ mày Cái khỉ gì đây cô gái từ dưới đất bật dậy mặt mày xanh xao trắng bệch tóc tai rũ rượi trong đêm đen chẳng khác nào là ma đòi mạng cả con say cũng dần vơi đi lúc này hắn mới để ý hóa ra đây chính là người vợ trên danh nghĩa của mình vì người trước mặt là cô hắn chẳng có lý do gì để sợ cả khinh thường nói <laughs> mày tưởng làm thế là tao sợ mày à xin lỗi chứ thằng này chưa ngắn ai bao giờ mày coi lại bản thân mình đi người không ra người ma không ra ma ai mà thèm đụng yến không trả lời mà di chuyển đến gần hắn xung quanh rất yên tĩnh nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân của cô lúc này mây đen bay đi ánh trăng lại hiện ra soi sáng cảnh vật hải bần thần nhìn trên nền đất ngoài cái bóng mình ra thì chẳng còn cái bóng nào khác nữa người phụ nữ trước mắt chân không hề chạm đất bay đến trước mặt hắn Hãy rất nhanh lấy lại tinh thần. Có một số người ác tâm đến mức ngay cả ban đêm ma tìm đến cửa cũng chẳng mảy may sợ hãi. Có lẽ hắn là một trong số đó. Chưa gì đã cất lời khiêu khích. Mày nghĩ cho dù mày chết hóa thành ma về đeo bám tao thì làm tao sợ à? Mày nằm mơ đi. Lúc còn sống thì mặc cho tao đánh đập không dám cãi lại. Nay làm ma rồi cũng không khá hơn chút nào đâu. Suốt đời này á, mày sẽ chỉ luôn cúi dưới chân tao mà thôi đối với hắn mà nói yến chỉ là một con chó nuôi trong nhà cho dù có bị đối xử tệ bạc thế nào đi nữa cũng không dám cắn lại có chăng giờ đây làm cô hồn vất vưởng về dọa mình nhưng không phải loại người nào mà ma cũng dám đụng đến nhất là những kẻ hung ác dương khí mạnh như thế này đó là lý do tại sao những kẻ xấu xa táng tận lương tâm hại không ít người vậy mà lại không có con ma nào đến tìm giọng cười khàn đặc vang lên âm thanh mờ ảo vang vọng. Vậy còn tao thì sao? bóng đèn viết trước lúc ẩn lúc hiện, bóng người đàn ông già khọm chồng lên hình bóng cô gái trẻ yếu đuối. Hai người hòa làm một rồi lại tách rời, nhất thời không thể phân biệt được đâu mới là thật. Hải trong mày có lẽ còn hơi men trong người nên lòng dạ cũng vững vàng hơn. Hắn càn dạ hỏi: ông là ai? Tôi còn chưa từng gặp ông tại sao ông lại bám theo tôi Lẽ nào ông là người nhà của con Yến Từng câu hỏi được thốt ra khiến lão già cười không ngừng Ông ta bay đến trước mặt Hải Áp sát mặt mình vào hắn Khuôn mặt nhanh chóng biến dạng Từ một gương mặt già nua trở nên máu me bè bép nhảy nhụa Không thể nhận rõ ngũ quan Hải hoàng hốt té oạch xuống đất Cảnh này rất quen thuộc Dường như hắn đã thấy nó ở đâu rồi thì phải khi cha hắn chết Cơ mặt cũng nát bấy như thế này đây Chỉ khi thả người từ trên cao xuống Mới gây ra thương tích này thôi Lẽ nào cái chết của cha mẹ Đều do đối phương gây ra Hải không biết đốt cuộc lão già này Có thâm thù gì với nhà mình Mà lại trả thù từng người Một cách tàn nhẫn như thế Mày không nhớ Năm năm trước ở làng xoài Mày đã từng làm những gì à Nghe lão nhắc vậy Từ trong ký ức đã phủi bụi bấy lâu nay của hắn bỗng dừng lé lên một chuyện lúc này hải mới bắt đầu thấy sợ thật sự đồng tử hắn co lại chuyện này đã qua nhiều năm rồi tại sao vẫn có người biết chứ cả lắc đầu lia lịa vội vàng phủ nhận không tôi không có làm gì cả ông cút đi tôi không biết gì hết biến đi đối phương không hề cút đi trái lại còn ép sát hắn hơn Trưng cái gương mặt đầy máu có thể nhìn thấy xương sầu bên trong lòi ra Rồi bỏ thi nhau bỏ lúc nhúc Lão cười gằn bảo Vậy thì mày phải nhìn kỹ mặt tao hơn chứ Những chuyện mày đã làm Cho dù tao có chết vẫn sẽ nhớ như in trong đầu Không biết có phải vì quá khứ ám ảnh được nhắc lại Mà cơ thể hài run lập cập hay không Chỉ thấy hắn ngồi co do lại dưới đất thành một khối nhỏ trong đầu không ngừng hiện lên ký ức đáng sợ lúc đó Năm năm trước Hải vừa mới tốt nghiệp ra trường Đã được nhận vào công ty xây dựng Khi đó phải đến khảo sát Ở một vùng quê hẻo lánh Thời gian áng trưởng một tháng Mấy người kỳ cựu làm sao mà chịu nhận Thân là ma mới Hải cũng biết tự giác để cử mình đi công tác Dù gì cũng là trai thành phố bấy lâu nay Xuống dưới quê thì chẳng khác nào là đi đầy nơi biên cương công việc ở đó hắn làm cho có chuyện hôm nay không xong thì để ngày mai làm còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi thì nhậu nhẹt giao du với mấy ông hàng xóm đi đánh bài tứ sắc đá gà thú vui ở vùng quê đa số chỉ có bấy nhiêu đó dù vui nhưng chơi nhiều rồi cũng sẽ có ngày chán vào buổi tối hôm đó hắn như thường lệ say xỉn từ quán nhậu trong làng đi về nhà trọ cái nhà chỉ có bốn bức tường không có tivi không có điện đóm chỉ có mấy cây đèn cầy chiếu sáng vừa nghĩ đến là hắn đã chẳng muốn quay về chân lại bắt đầu đi lang thang khắp nơi lúc này đột nhiên có cô thôn nữ từ đồng ruộng đi lên trên chân cô gái dính đầy bùn đất trên tay còn cầm một cái rổ chắc là vừa đi giăng câu về đây đối phương cũng nhìn thấy hắn cô biết đây là cậu kỹ sư vừa về làng mình công tác vì là người nhà quê ít học nên cô rất tôn trọng và có hảo cảm với các thanh niên tri thức. Cô gái theo lẽ thường, lịch sự gật đầu chào hỏi, rồi xoay người định về nhà. Nào ngờ đâu lúc này bị một lực đằng sau đẩy mạnh ngã xuống đất. Cô gái chưa kịp phản ứng đã bị nắm lấy hai tay, kéo sành sạch xuống bờ ruộng. Cả người cô va vấp đá dưới nền đất, nền rướm máu không ngừng, tay lại bị khống chế không thể phản kháng. Hai mắt cô mông lung nhìn người đàn ông trước mặt Không thể nào tin nổi vào mắt mình Áo cô bị người ta cởi ra Cô thôn nữ biết sẽ có chuyện gì sắp xảy đến với mình Nhưng đây là chuyện mà một con người nên làm sao Huống hồ gì còn là một người có ăn có học đàng hoàng Bỏ tôi ra, cứu mạng, cứu tôi với Bà con ơi cứu tôi với, có kẻ Lời còn chưa kịp nói hết đã bị tên hung thủ cầm lấy cục đá kế bên phang vào đầu Cô gái đau đớn đầu óc say sẩm không thể tiếp tục hô hoán Nhưng nỗi đau trên đầu vẫn không dứt Từng cú đập mạnh vào trán liên tiếp Này thì cho mày kêu này, này thì cho mày hét này Cô cảm giác dường như đầu mình sắp thủng một lỗ Đau đến mức như muốn mất đi ý thức Miệng chỉ có thể lẩm bẩm kêu cứu trong vô vọng Hải nhìn người phụ nữ dưới thân không còn ổn ào nữa thì mới thôi hành sự thô bạo. Đường lúc tuổi trẻ trai tráng hừng hực, một tháng nay lại vườn không nhà trống. Giờ bắt gặp cô gái mơn mởn như thế sao chịu được. Thế là nhân lúc đối phương xoay người rời đi, hắn bèn nhanh tay vồ bập lấy cô khiến cô không kịp trở tay. Hiện tại đồng không mong quảnh, những người khác đã về nhà ngủ từ sớm. Thời gian và địa điểm đều rất thích hợp cho gã hành động. Cô thôn nữ cảm nhận được những ngón tay gớm ghiếc đang sở loạn trên người mình Cô chừng mắt nhìn lên bầu trời trên cao Nhục nhã và xấu hổ đan xen Khiến cô có thêm sức mạnh Vươn tay của quàng lấy hòn đá Nhắm thẳng vào đầu hắn mà đánh Bởi sức lực này chẳng xi nhê gì Đối với một thanh niên trai tráng như Hải Nhưng lại khiến cho thú tính Trong con người gã dâng lên Hắn dùng hai bàn tay to lớn gân gốc của mình Bóp chặt cổ người phụ nữ phía dưới thân khiến cho cô gái đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi tay hắn càng siết chặt, càng khiến cho mặt đối phương tím tái, hai mắt trắng dã, miệng há ra như con cá bị ngộp. Sau một lúc không có oxy tràn vào phổi, khiến cho cô thôn nữ ngạt thở ngất xỉu. Gã khốn đổi danh tri thức lại bắt đầu làm chuyện đổi bại. Cũng chẳng biết qua bao lâu, hắn kéo khóa quần từ dưới ruộng đi lên, sau đó loạn choạng về nhà. Và lão già trước mặt hắn giờ đây lại chính là cha của cô gái đó hay nói đúng hơn là cha chồng hải không ngờ chuyện đã qua nhiều năm nhưng lão già này vẫn không buông tha cho hắn hóa thành ma rồi mà vẫn cứ quay về tìm ngày hôm đó là do ả à ta dụ dỗ tôi thần là gái đã có chồng mà liếc mắt đưa tình với người khác sao lại trách tôi được đều là do ả à ta tự mình chuốc lấy đã đến nước này rồi mà hắn còn không thừa nhận tội lỗi của mình trái lại còn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu nạn nhân, ông cụ tức đến mức bật cười, âm thanh vang vọng như tiếng chuông chùa không ngừng thốt ra từng chữ. Cái miệng này giả dối thành quen thói, không bao giờ chịu thành thật, thế thì có giữ lại cũng như không, chỉ bằng mất đi để bớt hại nhân thế. Lời vừa dứt thì trong miệng của gã cầm thú ấy, nào dòi nào bỏ một đống lúc nhúc bỏ ra ngoài, rõ ràng cơ thể vẫn còn ấm. Gã vẫn chưa biến thành cái xác chết bị phân hủy Ấy vậy mà lại bị chúng ăn mòn Gặm nhấm với tốc độ nhanh đến chóng mặt Chưa đầy 3 phút thì hai bên má của cá đã bị thủng một lỗ Lưỡi cũng bị gặm mất khiến gã chỉ có thể ú ớ không thể nói được gì nữa Nửa gương mặt dưới chưa gì đã đẫm máu Rồi bỏ vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở Có còn, còn ăn no đến mức mập mạp to tròn Nếu tình hình này cứ kéo dài thì chỉ cần chốc lát nữa thôi Toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị đám này ăn sống Không còn chút buồn. Hải cố gắng lấy thân mình dậy Ánh mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương Bàn tay vươn ra phía trước muốn vỗ lấy ông cụ Bộ dáng như muốn ôm nhau chết chung Nhưng cả ông cụ và Yến sớm đã chết từ lâu rồi Giờ đây gã làm gì cũng chỉ là vô ích mà thôi Không thể phản kháng cũng không thể tự bảo vệ được mình Hải chưa bao giờ lâm vào tình cảnh túng quẫn như thế Nỗi đau trên cơ thể vẫn không ngừng chuyển đến đau đớn và nhức nhối dữ dội. Từng thớ thịt trên người như bị cái lũ bé bằng ngón tay cán xé liên tục. Hắn bất lực tự mình đập đầu xuống đất như muốn để bản thân chấn tĩnh hơn. Trên nền đất cũng bắt đầu nhuốm đầy máu tươi. Lúc bấy giờ Hải mới cảm nhận được sự bất lực khi đó của nạn nhân. Thả chết đi còn hơn là bị tra tấn hành hạ như thế này. Nhưng cuộc vui đâu chỉ có thế Tay chân hắn bắt đầu mất kiểm soát Tự mình bẻ quạt ra sau Tiếng sương bị bẻ gãy liên tục vang lên Chính là đôi tay đôi chân này Chà đạp con dâu ông Não cũng bị những con ấu trùng bò vào gặm nhấm từ từ Ngày hôm nay cho dù con lăng trì gã ra thành trăm mảnh Cũng không bao giờ chuộc được tội lỗi mà hắn đã gây ra trong quá khứ Mày đã hại con gái tao thì cả đời này ta sẽ nhớ kỹ mặt mày. Ông ngửa đầu nhìn trời, dù là ma nhưng không hiểu tại sao vẫn có nước mắt chảy xuống. Từng giọt nóng hổi lan dài trên gương mặt bấy nhảy, chẳng thể nhận diện. Nỗi thống hận và đau đớn tự trách khiến hồn ông Vương vấn trần thế, không thể đi vào vòng luân hồi. Ngày hôm ấy nếu ông ngăn con bé đi ra ngoài, thì mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Cô cũng không chết tức tưởi như thế này viễn cảnh ngày hôm ấy lại bắt đầu hiện ra một lần nữa. Tiếng ngủ trước đi tía, con đi ra đồng để coi nay có bắt được con cá hay ếch gì không. Có gì mai nấu cháo cho tía ăn. Ông Năm nằm trên cái giường che ho khổ khổ, lắc đầu phẩy tay bảo cô. Ơ, ế, 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 ế. Thôi tôi rồi bây ở nhà đi, tợ này đi nguy hiểm lắm, Tía ở nhà cũng không yên tâm. Nhàn không nghe lời lại sợ ông cụ ngăn mình không cho đi, tay cô thoàn thoắt lấy các dụng cụ cần thiết, trên đầu đeo theo cái đèn pin nhỏ, nhanh chân đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại mới đáp lời. Có gì đâu mà tiến lo, ở đây toàn bà con tròm xóm mình không. Hôm qua mưa quá trời, nay chắc ếch nhiều lắm, để con đi lẹ rồi về. Tiếng cứ đóng cửa ngủ trước khỏi cần đợi con nghe. Dàn dò đâu vào đấy, Nhàn mới đóng cửa lại lên đường. Ông nằm ở trong nhà gọi vọng theo không ngừng. Thấy cô đi không quay đầu lại, ông thở dài thườn thượt, đành quay lại ngồi trên cái giường tre cũ kỹ. Đưa tay đấm đôi chân thấp khớp của mình, mới đi có mấy bước mà nó lại bắt đầu đau nhức. Ông nhìn lên bàn thờ giữa nhà Trên đó ngoài dây ảnh trắng đen của các cụ Còn có ảnh thờ của con trai ông Ông Năm nhìn vào di ảnh mà nhớ người Khóe mắt cay cay Vừa cảm động Vừa bùi ngùi Bảy nỡ lọng lạo mất sớm quá Để con nhàn bơ vơ một mình Nó lại còn phải lo thêm thằng giả này nữa Suốt ngày cứ ôm đau bệnh tật Không bệnh chỗ này thì đau chỗ kia còn nhà nó phải đi chỗ này chỗ nọ kiếm người chữa cho tao Mà dạ cả rồi có chữa mãi cũng thế Tạo sống cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho nó mà thôi Trên đời này á có mấy người được như vợ mày chứ trong nhà chỉ có mình ông Năm nhưng ông vẫn không ngừng tâm sự thủ thể. Mày trên trời có linh thiêng thì phù hộ độ chỉ cho nó kiếm được người chồng tốt có thế thì tao mới an tâm lên đường gặp mẹ mày với mày được. Mỗi lần không có chuyện gì làm là ông Năm lại cằn nhằn với ảnh thờ trên kia. Ông sống tới chừng này tuổi cũng đủ rồi. Giờ chỉ hy vọng con cháu nó bình an khỏe mạnh, không làm ảnh hưởng đến nó thôi. Từ khi đứa con trai duy nhất mất đi, ông Năm đã khuyên con dâu của mình nên nghĩ thoáng hơn. Thời đại bây giờ tái giá là chuyện rất bình thường, không còn bị dị nghị như xưa nữa. Nhưng nhàn không nghe Mỗi lần nhắc đến chuyện này là cô lại lạng sang chuyện khác Cha mẹ nhàn cũng nhiều lần khuyên bảo con gái nên tiến thêm bước nữa Bởi vì cô còn trẻ lại còn chưa có con Muốn tìm một nhà tốt hơn để gả là chuyện rất đơn giản Thay vì cứ phụng dưỡng người cha chồng không ruột già máu mũ với mình Thì nên bắt đầu một cuộc đời mới Sống cho bản thân không phải tốt hơn sao nếu đồng ý từ sớm thì cô đâu cần phải vất vả chăm sóc cho người cha chồng bệnh tật. Bao nhiêu chuyện nặng nhọc trong nhà đều do một tay nhà làm hết. Hơn nữa ban đêm lại còn phải sán ống quần đi bắt ếch, chỉ để ngày mai nấu cho ông một tô cháo ngon lành. Không ai khuyên được cô, đến cha mẹ ruột cũng chẳng thèm can ngăn nữa, mà cô tự sinh, tự diệt. Chỉ có người cha chồng vẫn là nhanh nhúm ý định gả cô đi cho người khác. Dù cho giờ đây ông chỉ có mình cô là người thân duy nhất. Yến đâu biết rằng ngày hôm ấy cương quyết đi ra ngoài là quyết định sai lầm không thể cứu vãn. Cuộc đời cô kết thúc mang theo hai mạng người. Đêm hôm đó sau khi gây án xong tên hải nhợn nhơ về nhà nằm ngủ, đánh một giấc tới sáng. Gã mặc xác cô nằm sóng xoài ngoài ruộng, còn ông năm sốt ruột vì mãi không thấy con dâu về mà chống cậy đi từng bước ra ngoài tìm kiếm. Trong đêm tối chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu sáng, ông lội đôi chân đau nhức của mình đi từng bước khập khánh. Dọc theo con đường làng đến bãi ruộng vừa đi vừa gọi. Nhà nơi, nhà nơi, bay đâu rồi? Đừng làm nữa, tối rồi về nhà đi. Nhà nơi! Ông cứ gọi như thế suốt đường đi, mắt giáo giác nhìn xung quanh tìm bóng dáng của con dâu thảo nhà mình, nhưng mãi chẳng thấy lúc này ông bắt đầu có sự cảm chẳng lành cũng chẳng màng đến cơn đau dữ dội ở chân chuyển đến mà bước đi ngày càng nhanh phải đến cuối bờ ruộng ông mới thấy có người nằm dưới đấy trên người đối phương chẳng có miếng vải che thân nào tim ông đập dữ rồi, giờ này ngoài con nhàn ra chắc chẳng còn ai ở đây nữa nghĩ như thế ông bèn chống gầy đến gần quả nhiên đúng là cô con dâu nhà ông toàn bộ cơ thể cô đều làm máu hai mắt trợn ngược, trên má dính đầy nước mắt, miệng sùi bọt mép, trên cổ hẳn các vết bầm tím chồng chéo lên nhau. Có mấy con ếch từ trong rổ đã thoát ra ngoài, nhảy thẳng lên bụng cô. Nhìn thấy cảnh này, ông Nam như muốn đứng chết chân tại chỗ. Mấy tiếng trước nó còn vui vẻ nói chuyện với ông, vậy mà nay đã thành ra thế này. Ông cố gắng ngăn cho bàn tay không run rẩy, nhặt lại bộ đồ không còn nguyên vẹn dưới đất cẩn thận mặc lên cho cô cơ thể nhàn lạnh ngắt hơi thở yếu ớt như có thể ra đi bất cứ lúc nào ông năm khóc nấc lên cõng cô trên lưng vừa đi về nhà vừa nghẹn ngào nói bay ráng lên đợi tía nhờ người đưa bay vào bệnh viện khám thằng ác ồn nào làm bay thành ra thế này thì nói với tía để tía đi chém chết cha nó không biết nhàn có nghe những gì ông nói không mà nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều Hai cha con nhích từng chút về phía làng, hô hoán nhờ bà con giúp đỡ đưa đi viện. Bởi vì gây án khi đang say nên Hải cũng không cẩn thận dọn lại hiện trường. Bằng chứng phạm tội và đồ vật của hắn vẫn còn ở nơi xảy ra vụ án, nên rất nhanh công an đã điều tra ra được. Nhưng sau đó chẳng có một phiên tòa xét xử nào, mọi chuyện đều bị bưng bít không một kẽ hở. Thằng cốn đó đã chạy tiền lo lót chót lọt tất cả, công an khi ấy nhận tiền rồi kết luận không tìm ra được thủ phạm biến vụ án này thành vụ án treo sau khi mọi chuyện ngã ngũ tên hải chạy biến về thành phố phủi bỏ tội ác của mình tại vùng quê hẻo lánh này rồi bắt đầu một cuộc sống mới đổi chỗ làm lấy vợ hoàn toàn quên mất cô thôn nữ năm nào tức là nạn nhân của mình còn nhàn sau khi được cứu thì cả người ngờ nghịch tối ngày chỉ trốn trong góc nhà không chịu gặp ai vì bị hành quá dã man nên một số chỗ trên người đã không còn nguyên vẹn nữa hung thủ không bắt được bà con làng xóm lại bắt đầu truyền tay nhau những câu chuyện bịa đặt nào là ngoại tình giật chồng người khác những lời lẽ khó nghe như thế ngày một nhiều hơn đến ngay cả cha mẹ ruột của nhàn cũng không muốn nhận con gái nữa bọn họ sợ mang tiếng nên đành đoạn cắt đứt quan hệ với cô trong khoảng thời gian đen tối đó chỉ có mình cha chồng quan tâm chăm sóc nhàn hai người nương tựa vào nhau mà sống ông năm cứ tưởng mình có thể chờ được đến ngày con dâu quay trở lại bình thường nhưng vào một đêm nọ cô đã lén lấy con dao trong nhà cắt cổ tay tự vẫn khi ông phát hiện thì tình hình đã trở nên nguy kịch rồi vào hôn mê sâu bệnh viện ở quê không chữa được phải chuyển cô lên thành phố bác sĩ nói vì tinh thần bị tác động nặng nề tâm lý sợ hãi cùng cực muốn trốn chạy khỏi hiện thực nên giờ đây nhàn biến thành người thực vật không biết bao giờ mới tỉnh lại ông nằm khóc hết nước mắt thường thay đứa con gái tội nghiệp của ông sau đó từ trong miệng người quen biết được hải chính là hung thủ ông nhiều lần tìm đến muốn thay nhàn trả thù nhưng gã luôn tìm cách tránh né ông giả cả hành động lại chậm chạp sức khỏe lại không tốt, sao có thể đánh bại một gã trai tráng? Nhiều lần ông bị hắn đánh đến mức phải ngồi trên đường mấy tiếng đồng hồ để đỏ óc tỉnh táo lại mới có thể quay về bệnh viện. Chi phí trên thành phố đắt đỏ, rồi đến một ngày tiền bạc trong nhà đều xài hết, nhàn vẫn không có dấu hiệu hồi phục. người đàn ông già sắp không trụ được nữa. Nếu không có tiền đóng viện phí thì ngày mai hai cha con họ sẽ bị tống cổ ra ngoài. Ông thì không sao nhưng mà còn nhàn Ông ngồi nhìn cô suy nghĩ cả một đêm Lần đã còng đến mức như không thể gánh phát thêm gì nữa Bàn tay gầy còm đưa lên xoa đầu cô Ông nhớ lại từng khoảnh khắc trước đây mà nước mắt lăn dài nước nở Nếu nhàn tỉnh lại rồi thì sao chứ Nỗi đau về thân xác và tâm lý vẫn còn dai dẳng ở đó Nó sẽ theo nhàn đến suốt cuộc đời này Hơn nữa cô còn phải chịu lời ra tiếng vào Những lời nói độc địa của người khác cha mẹ anh em ruột cũng không muốn có quan hệ với cô còn ông thì sắp gần đất xa trời trên đời này cô chỉ có thể tự mình đối mặt với muôn vàn khó khăn sống như vậy liệu có ý nghĩa chăng liệu nhàn có muốn sống một cuộc đời đầy đau buồn như thế nghĩ như vậy ông càng thêm quyết tâm dứt khoát đưa tay đút ống thở của con dâu nhìn cô rơi nước mắt lần cuối ông lang thang đi lên sân thượng khi cô vừa đi ông cũng đã không còn trên nhân thế nữa. Thôi thì cứ để ông xuống dưới đoàn tụ cùng con trai và con dâu của mình. Dù ông đã nhảy lầu chết, nhưng linh hồn vẫn không thể gặp lại hai đứa con thân yêu. Hồn ông lang thang vô định. Sau đó vào một ngày nọ, ông nắm bắt gặp người phụ nữ đang gieo mình xuống sông tự vẫn. Biết cô gái đó cũng là nạn nhân của Hải. Ông đã quyết định nhập vào xác cô, thay những người phụ nữ đáng thương này báo thù trả lại nỗi đau từng chút một mà hắn đã gây ra cho hai người phụ nữ cái chết của ông thành ông trí bà trang và giờ đây đến hải đều do một mình ông gây ra tất cả lũ độc ác đó không nên tồn tại trên cõi đời này nhìn hải nằm lăn lóc dưới đất tay chân bị sâu bọ ăn mòn nó đang lan dần đến bụng rồi lên tới đầu chỉ chốc lát nữa thôi nhiệm vụ của ông đã hoàn thành sau đó ông có thể đến tìm hai đứa con của mình đoàn tụ. Sáng ngày hôm sau mọi người nhìn thấy vũng máu đọng lại trong con hẻm nhỏ liền gọi điện báo công an. Lượng máu rất nhiều, nếu người bình thường mất từng này máu thì đã chết từ lâu rồi. Trong lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán không biết thi thể đang ở đâu thì vị pháp y đã tìm thấy một vài mảnh thịt vụn. Anh nhìn vũng máu bên chân mình, rồi lại nhìn mẫu thịt chút xíu vừa tìm được thì đã cho ra một kết luận khiến ai nghe xong cũng há hốc mồm thi thể chắc đã bị ăn sạch rồi đồng chí công an gật đầu dù sao những vụ án ăn xác người cũng không phải không có dựa vào xét nghiệm máu và báo án mất tích họ rất nhanh xác định được thân phận của nạn nhân mới mấy tháng trước còn gặp cả nhà bọn họ hung hăng đòi đánh đòi chửi người khác mà nay cả nhà chẳng còn ai sống sót cả cũng chẳng biết cô con dâu này giờ đây đã mất tích nơi nào phải chăng cô ta chính là hung thủ vị pháp y người mùi máu tươi nồng nặc hỏi không thấy bằng chứng không khí gây án thì tìm hung thủ kiểu gì đây vụ này xem đã khó đấy hung thủ cứ như ma chẳng để lại dấu vết gì cán bộ công an dựa vào thân xe trầm ngâm hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định cứ để nó thành án treo đi vị pháp y có chút ngỡ ngàng không tin được hỏi lại. Sao vậy? Chưa gì cậu đã bỏ cuộc à? Đó giờ cậu đâu như thế? Cậu cán bộ lắc đầu, nhớ lại những gì mình đã điều tra được, nói với đối phương. Năm năm trước, Hải đã cưỡng hiếp một cô gái ở làng xoài, khiến cho cô gái bị mọi người dè biểu. Cha mẹ ruột cắt đứt liên lạc. Vì không chịu nổi dư luận nên cô đã tự tử rồi biến thành người thực vật. Chính tay cha chồng là người rút ống thở tiễn cô đi sau đó ông nhảy lầu tự vẫn từ sân thượng bệnh viện thế còn chồng của cô gái đâu anh cán bộ thương cảm giọng pha chút buồn bã đáp lời chồng cô gái cũng là đồng nghiệp của chúng ta trong một lần chấp hành nhiệm vụ đã bị đám giang hồ chém nhiều nhát mà chết ngay tại chỗ nhà chỉ còn cha già cô con dâu không chịu tái giá mà ở lại phụng dưỡng ông anh nói xem chồng cô gái đã bảo vệ xã hội đất nước mà hy sinh cả tính mạng mình nhưng đám người kia vì chút tiền bẩn thỉu mà giấu nhẹm chuyện này đi Không hề đứng lên lấy lại công bằng cho nạn nhân Bị pháp y nghe xong cũng đồng cảm Anh hỏi Ý cậu là ai đó đã trả thù cho cô gái kia Cậu cán bộ gật đầu Có lẽ vậy Thay vì giúp cả nhà thằng khốn nạn này tìm ra chân tướng Thì có nhiều người khác còn cần chúng ta hơn Ác giả thì ác báo Hắn chết là đáng đời loài người này chết chẳng có ai thương tiếc đâu có khi người ta còn tự hỏi tại sao hắn lại không chết sớm hơn kia kìa vị pháp y cũng không nói gì nữa anh nhìn lên bầu trời đêm đầy mây trên cao e rằng ngày mai trời sẽ mưa lớn lắm đây đột nhiên anh rất nhớ những món ăn ngon nóng hổi mà mẹ nấu nhớ đến tiếng cha cảm ràm mỗi khi anh làm sai chuyện gì đó có lẽ cô gái đó cũng vậy cô ấy đã cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình dù không chung dòng máu nhưng ông năm đối xử với cô không khác gì con ruột của bản thân lúc nghe tin chồng trong lúc làm nhiệm vụ đã hy sinh trước bao lời khuyên tái giá của người khác thì nhàn lại nhớ về những khoảng thời gian tốt đẹp trước đây cha chồng cô là người rất tốt vì chồng đi làm nhiệm vụ ở xa nên những lúc cô đi làm về muộn ông sợ cô sẽ gặp chuyện nên luôn ra đến tận ngõ để đón cô về lúc nào cũng chờ cô ăn cơm cùng dù nhàn đã lớn nhưng mỗi khi ông đi trở về thì trên tay luôn cầm theo những món quà vặt cho cô luôn bảo vệ cô trước tâm địa độc ác của người khác ông năm đối xử với nhàn hệt như con gái ruột của mình đây là lần đầu tiên cô mới biết được cha thương yêu là hạnh phúc đến nhường nào nhà cô vốn đông anh em nhàn lại là đứa con ít được quan tâm nhất nên giờ đây khi cảm nhận được tình thương của cha cô làm sao có thể bỏ ông mà đi được một ngày làm cha thì suốt đời làm cha hơn nữa cô luôn tự hào về chồng mình anh đã xả thân phục vụ đất nước anh trong lòng cô mãi mãi là một người anh hùng không ai có thể thay thế cô làm sao có thể chung chăn gối với người khác được giờ anh mất rồi cô chỉ muốn thay anh phụng dưỡng cha đến già những tiếc là số phận khiến cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chỉ hy vọng kiếp sau cô có thể tiếp tục nên duyên với chồng, một nhà bọn họ đoàn tụ với nhau, hai người có thể phụng dưỡng cha mẹ đến lúc tuổi xế chiều. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị. Cảm ơn tác giả Hân Trần, chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.